Hồi 161, thần hành bách biến có một không hai. Cây gói đó chính là bọc đựng những mảnh giấy vụn lấy ở trong tám bộ tứ thập nhị trương kinh gia. Vì tiểu bảo cởi những sợi dây nhỏ buộc bên ngoài, mở ra một lần vải dầu. Bên trong còn một lần giấy dầu nữa mới đến những mảnh giấy vụn. Vì tiểu bảo nói, thưa sư phụ, đệ tử chẳng có gì đáng đem dâng sư phụ để tỏ lòng hiếu kính. Xin lão nhân gia thu lấy gói giấy vụn này trần cận nam ban đầu thấy gã trịnh trọng mở bọc vải ra đã tưởng bên trong đựng vật gì chân quý ông thấy toàn là giấy vụn trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi cái đó là cái gì vì tiểu bảo liền thuật lại lai lịch về những mẩu giấy vụn trần cận nam càng nghe càng lộ vẻ nghiêm trọng chẳng khi nào ông ngờ tới những mảnh giấy vụn này lại là vật khiến cho bao nhiêu nhân vật lớn đầu như thái hậu hoàng đế ngao bái ngô tam quế độc tý ni cửu nạn giáo chủ thần long giáo ngày đêm mơ tưởng vì những mảnh giấy này là tất cả những bí ẩn về long mạch cùng kho tàng của nhà mãn thanh trần cận nam hỏi lại rất kỹ về những tình hình đã trải qua thì vi tiểu bảo trình bày từng chi tiết một cách rất cặn kẽ trần cận nam trầm ngâm một lúc rồi nói cái gói này thật không phải chuyện tầm thường người giao cho ta để thầy trò ước hội anh em đi đào long mạch và lấy bảo tàng của bọn thát đác rồi Hưng minh khởi nghĩa thì thật là một kỳ công quán thế nhưng chuyến này ta vâng lệnh vương gia đi đón trịnh công tử trở về Đài Loan mà dắt gói này bên mình, sông pha đường biển sợ xảy điều sơ suất. Vậy ngươi hãy tạm thu cất, ta trở về Đài Loan rồi lập tức lên Bắc Kinh để gặp ngươi. Khi đó sẽ cùng nhau mưu đồ đại sự, vì tiểu bảo đáp như vậy càng hay, xin sư phụ đến Bắc Kinh thật lệ cho. Trần Cận Nam nói, ngươi cứ yên tâm, ta hết sức làm tròn sứ mạng thật mau, không trần chờ một khoảnh khắc nào. Ông thở phào nói tiếp, tiểu bảo ta suốt đời bôn tàu chỉ vì cuộc mưu đồ khôi phục nhà minh mà thấy tháng ngày lặng lẽ trôi lòng người phai lạc dần dần tiểu hoàng đế thát đát chính sự lại rất hoàn thiện khiến cho hy vọng khôi phục đại nghiệp càng ngày càng mong manh không ngờ ngô tam quế lại sắp hưng binh tạo phản đồng thời ngươi lấy được bản đồ thật là những chuyển biến trọng đại ông nói tới đây bất giác lòng mừng hớn hở nỗi cao hứng lộ ra khóe mắt trước nay lúc nào nét mặt trần cận nam cũng đăm chiêu tỏ ra tâm sự trồng chất. Bữa nay mới thấy ông phấn khởi tinh thần, vì tiểu bảo thấy sư phụ ra chiều hoan hỉ, gã cũng mừng thầm trong dạ. Trần Cận Nam lại hỏi, ngươi hành động rất tinh minh, quả thật là một tên hào đồ đệ của ta, trong mình ngươi bị trúng độc hiện tình ra sao, đã giảm bớt chút nào chưa? Vì tiểu bảo đã đệ tử được mụ điếm thái hậu cho thuốc uống, bao nhiêu chất độc trong mình đã giải trừ hết. Trần Cận Nam cả mừng nói, thế thì hay lắm hai vài người hiện đang gánh nặng ngàn cân về công cuộc phản thanh phục minh. Từ nay trở đi ngươi phải thận trọng lắm mới được. Ông vừa nói vừa nắm lấy hai vai gã. Vì tiểu bảo đáp giả, dạ, đệ tử chẳng hiểu chi hết. Làm ầu làm tà lấy được những mẩu giấy này. Bất quá là gặp vận hên mà thôi. Lần nào cũng giống hệt như tiểu tử đánh bạc làm cái nhà ăn người ta một cách dễ dàng. Thiên cống ăn thiên cống, mười tịt ăn mười tịt. N như thế mới thật ngon lành. Trần Cận Nam không nhịn được tùm tỉm cười nói, người trở về Bắc Kinh rồi, ban đêm đóng cửa cài then, thủng thẳng mở những mẩu giấy này ra ráp lại thành một bức đồ hình. Người học thật kỹ lấy những điểm trong địa đồ cho đến khi thuộc lòng không còn một chút nào sai chật. Sau đó người lại dỡ ra thành những mẩu giấy vụn gói làm bảy, tám gói cất giấu ở những nơi riêng biệt thì không ngại gì nữa. Ông dặn tiếp tiểu bảo, vận khí của con người lúc hên lúc xuôi chẳng thể nào thuận buồm xuôi gió suốt đời. Hơn nữa công việc lớn lao này chúng ta cũng chẳng thể chỉ trông vào khí vận được. Vì tiểu bảo đáp đúng thế, sư phụ nói thật không sai, tỉ như tiểu tử đánh bài cầu làm cay đã ăn được 8 bàn rồi, nếu bị một bàn phải giam hết là lỗ vốn. Gói giấy vụn này để người ta đoạt mất thì khác gì toàn quân bị đắm thuyền. Vì thế sau này khi ăn được 8 bàn liền là lập tức phải thôi làm cái, không thì mất cả cửa nhà. Trần Cận Nam nghĩ thầm, thằng nhỏ này nặng đầu óc cơ bạc quá. Ông mỉm cười nói, người hiểu được đạo lý đó là hay. Đánh bạc thua hay được chẳng có gì quan hệ. Còn chúng ta mưu đồ đại sự mà đi lầm một bước là có thể mất mạng lại làm hư đại sự chứ chẳng phải chuyện chơi. Hàng ức triệu tính mạng người trong thiên hạ nằm ở trong công cuộc này. Vậy phải nghĩ sao chứ để thua mà khốn. Vì tiểu bảo đã đúng thế, đệ tử được bạc rồi phải ôm ngay tiền về nhà ngay. chôn xuống gầm giường chặt đứt ngón tay tuyên thệ vĩnh viễn không để thua nữa trần cận nam đến bên cửa sổ ngừng đầu trong chiều trời khẽ nói tiểu bảo sau khi ta nghe được tin này dù có phải chết ngay lập tức trong lòng cũng khoan khoái vì tiểu bảo nghe sư phụ nói vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm những lần trước ta thấy sư phụ tinh thần quắc thước mà sao lần này lão nhân ra lộ vẻ đăm chiêu lại thốt ra những lời gửa miệng gã liền hỏi thưa sư phụ dường như lão nhân gia ở Đài Loan trong lòng không được vui vẻ thì phải. Trần Cận Nam ra chiều kinh ngạc hỏi lại, sao ngươi lại biết thế? Vì tiểu bảo đáp, đệ tử nhận thấy sư phụ dường như có điều chi bứt rứt. Lão nhân gia trước nay chẳng quan tâm đến chuyện gì, cả việc khó khăn cũng coi thường. Bao nhiêu anh hùng hảo hán trên trốn giang hồ đều tỏ lòng ngưỡng mộ đệ tử nghĩ rằng ngay đến hoàng đế lão nhân gia còn không sợ thì khắp thiên hạ chỉ có một mình trịnh vương gia ở đài loan là nguyên nhân sự phiền não của sư phụ trần cận nam thở dài lặng lẽ hồi lâu mới nói vương gia rất kính trọng ta lại một niềm tin cậy chưa từng có điều chi thất lễ vì tiểu bảo nói ồ nếu vậy thì tiểu tử hiểu rồi thằng cha trịnh nhị công tử thối tha kia đã làm cho sư phụ phải buồn rồng trần cận nam đáp câu chuyện này khá dài ngày trước quốc tính gia đối với ta ơn nặng tầy non, ta đã thề lấy cái chết để báo đền. Bất cứ việc gì của nhà họ trịnh ta cũng phải cúc công tận tụy mà làm cho đến hơi thở cuối cùng. Trịnh nhị công tử hãy còn nhỏ tuổi, dù y an nói có điều lỗ mãng ta cũng chẳng để vào lòng. Thế tử của trịnh vương gia lại là thứ xuất, vì tiểu bảo không hiểu hỏi thứ xuất là thế nào. Trần Cận Nam đáp thứ xuất tức là không phải vương phi sanh ra, vì tiểu bảo nói, ủa, Đệ tử hiểu rồi, y là con của vợ lẽ vương gia. Trần Cận Nam thấy gã ăn nói thô tục, nhưng nghĩ tới gã chưa từng đọc sách, không biết nói văn vẻ nên ông cũng không lý gì đến. Ông nói, phải rồi, ngày trước quốc tính gia tạ thế có liên quan đến vụ này, vì lẽ vương Thái Phi không ưa thích thế tử. Bà liền bảo vương gia chốt ngôi thế tử để lập nhị công tử lên làm thế tử. Vì tiểu bảo lắc đầu nói, nhị công tử vừa hồ đồ vừa sợ chết tư cách còn kém cả ngô ứng hùng thế tử của ngô tam quế hỏng rồi thằng cha đó chỉ là cái bị thịt còn mẹ nó đúng là quân chó đẻ gã nghĩ tới a kha một lòng một giả với trịnh khắc sảng lửa hờn ghen nổi lên càng mạnh miệng chửi bới quên cả sư phụ đứng trước mặt trần cận nam xịu xuống hỏi tiểu bảo ngươi phải lựa lời ăn nói cho đường hoàng một chút ngươi thốt ra những lời như vậy chẳng là thoá mạ vương gia ư vì tiểu bảo, ồ, lên một tiếng bưng miệng lại. Lát sau gã mới nói, đệ tử thật là đáng chết. Ba tiếng, hơn chó đẻ, không thể tùy tiện thoá mạ bừa bãi. Trần Cận Nam lại nói, thế là hai vị công tử xảy ra chuyện tranh chấp, đem so sánh tư cách nhị công tử quả không bằng ca ca của y, nhưng y tướng mạo đoan chính, ăn nói khôn ngoan, rất được lòng tổ mẫu. Vì tiểu bảo vỗ đùi ngắt lời, phải rồi, đàn bà thì còn biết cóc gì cứ thấy kẻ mặt trắng khéo ảo nói là yêu quý như bảo bối. Trần Cận Nam không hiểu gã nghĩ tới A Kha mà nói câu này. Ông lắc đầu kể tiếp vương gia không ưng chịu việc đổi ngôi thế tử. Cả văn võ bá quan cũng khuyên vương gia không nên thay đổi. Vụ này đưa đến kết quả là hai vị công tử có mối bất hòa. Thái Phi và vương gia hai mẹ con cũng thường xảy chuyện tranh chấp. Vương Thái Phi có lúc nổi nóng lại kêu bọn ta vào phiền trách một chập vì tiểu bảo nói mụ suýt nữa ba chữ mụ điếm già thốt ra khỏi cửa miệng gã vội về đổi giọng lão thái thái tuổi nhiều đâm ra hồ đồ sư phụ đệ tử nghĩ lẽ nhân gia ở đài loan khó chịu như vậy thì sau khi xong việc này ra đi lão nhân gia bất tất trở về đài loan nữa trần cận nam thở dài đáp đài loan là một hải đảo bé nhỏ mà trong vương phủ hay trốn quan trường lại có chuyện rắc rối thì thật là khó chịu đâu có được tự do tự tại như ở trung nguyên bao la rộng rãi. Nhưng tính mạng ta không còn là của ta, ta đã bán nó cho quốc tính ra rồi. Tiểu bảo, không nói đến những chuyện này nữa. Người nên biết, người ta sống ở đời, chịu ơn phải mong báo đáp. Ngày trước quốc tính gia đã dùng lễ quốc sĩ đối xử với ta, thì ta cũng phải lấy tư cách quốc sĩ để báo đền. Ông dừng lại một chút rồi tiếp hiện nay bên mình vương gia, nhân tài ngày một điêu linh, ta quyết không thể tự lo cho mình, bỏ vương gia mà đi việc trung hưng phục quốc thật muôn vàn khó khăn. Hỡi ơi, ta chỉ biết làm được tới đâu hay tới đó mà thôi. Ông nói tới đây lại lộ vẻ đăm chiêu buồn bã, vì tiểu bảo muốn nói mấy câu an ủi, nhưng gã không rõ nội tình ở Đài Loan. Trong lúc nhất thời gã không biết nên nói thế nào, sau một lúc, gã gợi chuyện hôm qua bọn tiểu đã toàn đem trịnh khắc sàng. Gã sơ tay lên phóng trưởng chém xuống, nói tiếc chém làm hai đoạn cho rồi đời hắn để khỏi xảy chuyện rắc rối nhưng mã đại ca bảo làm thế là đưa sư phụ tới chỗ không dám nhìn thấy ai nữa vì lão nhân gia đã mang lấy tội danh thi chúa trần cận nam nói mã huynh đệ ngăn cản ngươi như vậy là phải nếu các ngươi hạ sát trịnh công tử thì ta còn mặt mũi nào ngó thấy vương gia nữa ngày sau chết xuống cửu tuyền cũng không dám nhìn mặt quốc tính gia vì tiểu bảo nói sư phụ khi nào có dịp lão nhân gia đưa đệ tử về đài loan du ngoạn tiểu tử sẽ có cách đối phó với vương thái phi gã nghĩ tới con người ghê gớm như giả thái hậu mà gã còn thu thập xong, bắt buộc mụ phải diêu diếu phục tùng, gã lại đối phó được với thái hậu thì vèn vẹn một bà vương thái phi gã chẳng coi vào đâu. Trần Cận Nam cười đáp, ngươi lại nói nhăng rồi, ông dắt tay Vi Tiểu Bảo ra khỏi gian phòng, Vi Tiểu Bảo nhìn sư phụ, Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng, ngỏ lời từ biệt. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đưa gã ra cửa, Ngô Lục Kỳ nói, Vi Huynh Đệ ta đã kết thành huynh muội với tên tiểu nha đầu của huynh đệ là Song Nhi. Lão nói câu này khiến Vi Tiểu Bảo và Mã Siêu Hưng đều giật mình ngơ ngác. Hai người quay đầu nhìn lại thấy Song Nhi cúi đầu xuống, đỏ mặt lên. Thái độ cực kỳ bẽn lẽn, Vi Tiểu Bảo cười hỏi Ngô Đại Ca khéo nói giỡn nhỉ. Ngô Lục Kỳ nghiêm nghị đáp ta không nói giỡn đâu, y một giả trung can nghĩa đảm, hơn bọn mày dâu, xứng đáng là người trong ngô bối. Ta đã đem lòng kính mến y, lão ngừng lại một chút rồi tiếp ta thấy vi huynh đệ kết bái huynh đệ với Mỹ Đao Vương Hồ Giật Chi rất nên tương đắc. Vậy ta cũng học các vị kết bái với Song Nhi và ta đã làm rồi. Trước ta nói mãi y không chịu nghe, thoái thác không dám với lên cao. Ta liền bảo y ta chỉ là một lão khiếu hóa, có cao quý gì đâu mà nói đến chuyện cao với thấp. Ta nhất định kết, y đành phải ưng chịu. Mã siêu hưng hỏi, vừa rồi hai vị nói chuyện ở trong phòng, té ra là thương lượng việc kết giao ngô lục kỳ đáp đúng thế song nhi muội tử còn dặn ngô mỗ không nên nói với ai ha ha việc kết nghĩa huynh muội là quang minh chính đại hà tất phải giấu giếm vì tiểu bảo nghe lão nói vậy biết là chuyện thật hết nhìn lão lại nhìn song nhi trong lòng rất lấy làm kỳ ngô lục kỳ lại nói từ nay trở đi vi huynh đệ phải coi nghĩa muội của ta bằng con mắt đặc biệt nếu huynh đệ đắc tội với y là rắc rối với ta có song nhi vội nói không không có chuyện đó tướng công cư xử với tiểu tỳ rất tử tế vì tiểu bảo cười đáp cô đã có vị với ca kia trông đỡ sau lưng thì ngọc hoàng đại đế diêm la lão tử cũng chẳng dám đắc tội với cô ba người nổi lên chàng cười ha hả rồi chắp tay từ biệt vì tiểu bảo lui ra ngoài hỏi đến chuyện kết bái song nhi bẽn lẽn đáp ngô ra ngô ra vì tiểu bảo ngắt lời sao lại ngô ra đại ca là đại ca đã kết bái rồi chẳng lẽ không đếm xỉa đến nữa hay sao? Song Nhi đáp: Dạ, Y Bảo Nô Tì là người trung nghĩa nhất định đòi kết bái huynh muội. Cô lấy cây súng trong bọc ra nói tiếp: Y Bảo trong mình không đem theo vật gì, dùng cây súng của tướng công đưa tặng Nô Tì. Nô Tì xin trao lại để tướng công thu lấy mà giữ mình. Vì Tiểu Bảo xua tay nói: Đây là của đại ca cô đã tặng cô, sao còn đưa trả ta? gã nghĩ tới hành động của ngô lục kỳ ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người không khỏi lấy làm kỳ đoàn người từ từ trở về bắc kinh dọc đường cửu nạn truyền cho vi tiểu bảo một đường quyền pháp dặn gã rèn luyện nhưng vi tiểu bảo là con người phụ động không chịu chuyên tâm học tập khi cửu nạn bảo gã biểu diễn thì chỉ thấy gã thi triển chiêu thức một cách hời hợt chẳng có một chút thực lực nào bà không khỏi thở dài nói ta với người chỉ có tiếng là thầy trò chứ không có sự thực Coi bộ ngươi học võ không ăn thua. Bây giờ đánh thế này vậy, trong phái thiết kiếm chúng ta có môn công phu, thần hành bách biến, của ân sư là mục tang đạo nhân sáng lập ra. Môn này đứng đầu về khinh công trong thiên hạ, nó cần có nội công cao thâm làm căn bản, chắc người không thể lĩnh hội hết được. Người chẳng có một môn tuyệt kỹ nào để phòng thân thì ngày sau gặp bước nguy nan, lấy gì để chống chọi Vậy ta dạy ngươi một chút về phép chạy trốn vì tiểu bảo cả mừng đã phải lắm dưới chân đã bôi mỡ thì đánh nhau cũng chẳng sợ sư phụ truyền dạy cho đệ tử môn chạy trốn nhất định không ai đuổi kịp cửu nạn lắc đầu nói môn thần hành bách biến trên đời không ai bì kịp ngày trước oai danh lừng lẫy võ lâm không ngờ hiện nay dùng làm mỡ bôi chân cho ngươi ân ở dưới suối vàng nếu biết vụ này nhất định sẽ không chịu nhận ngươi làm đồ tôn nhưng ngoài môn đó ta chẳng còn tuyệt kỹ nào để truyền dạy cho ngươi thành người có bản lãnh. Vì tiểu bảo cười đáp, sư phụ thu nạp phải một tên chẳng ra gì như tiểu tử làm đồ tử đồ tôn là suối quẩy quá rồi. Người ta đánh bạc bằng tiền khi thua khi được, chẳng có gì quan hệ. Sư phụ thu tiểu tử làm đồ đệ kể như là thua một canh bạc cháy túi, khí vận hầm hưu đến cùng cực. Nếu đức thượng đế có mắt thì phải phù hộ cho sư phụ rồi đây được tám bản liền tức là tu được tám tên đồ đệ khét tiếng võ lâm tranh hùng thiên hạ cửu nạn cười khành khạch vỗ vai gã nói người võ công thật giỏi chưa chắc đã là những nhân vật ưu tú người không ưa học võ là bởi thiên tính chẳng thể miễn cưỡng được nhưng ngoại trừ cái miệng lèo lèo người đáng kể là một tên hảo đồ đệ của ta vì tiểu bảo nghe bà nói vậy vui sướng như mở cờ trong bụng gã xúc động vô cùng những muốn đem gói giấy vụn trao cho bà nhưng gã lại tự nhủ gói giấy vụn này ta đã đưa cho nam sư phụ rồi thì không thể trình bày với nữ sư phụ được nữa may ở chỗ cả hai vị sư phụ đều chủ trương đuổi quân thát đát để khôi phục lại giang sơn của người hán thì bất luận đưa cho vị nào cũng vậy cửu nạn liền trích lấy phần không cần đến nội lực về môn thần hành bách biến đem ra truyền dạy cho vi tiểu bảo một ít thân pháp và bộ pháp bà nói sơ lược về yếu quyết cho gã nghe lạ thay vì tiểu bảo rất biếng nhác về những môn quyền pháp, trường pháp, gã chỉ học sơ qua rồi bỏ lửng, chứ không chịu dụng tâm nghiên cứu, rèn luyện, thế mà môn chạy trốn này thì gã lại rất lấy làm hứng thú, gã học một cách say sưa mài miệt, hễ rảnh lúc nào là rèn luyện lúc ấy. Nhiều lúc gã có ý định luyện thành một tay khinh công chắc tuyệt, gã liền chạy trước và bảo một tay khinh công cao thâm là từ thiên xuyên rượt theo. Từ thiên xuyên thấy vi tiểu bảo chợt lướt bên này, chợt qua bên kia, thân pháp rất kỳ diệu, lão sinh lòng kính phục vô cùng. Ban đầu từ thiên xuyên còn đuổi kịp gã mấy lần, nhưng sau cửu nạn tiếp tục truyền thụ thêm những yếu quyết mới mẻ. Khi đoàn người tới trực lệ thì từ thiên xuyên ra sức đuổi theo cũng không kịp được nữa. Cửu nạn thấy vi tiểu bảo có duyên phận với môn kinh công, thần hành bách biến, ra ngoài sự tiên liệu của mình, bà vui mừng nói, xem chừng số trời đã định cho ngươi làm thân phận chuột chù chỉ tài lần tránh vì tiểu bảo cười đáp đệ tử đã không luyện nổi thần hành bách biến thì cũng phải học cho bằng được môn thần hành bôi mỡ vào chân như thế không thể bảo là hạng vô dụng ăn hại cơm trời uống cạn nước sông gã pha một bình trà mới bưng đến trước mặt cửu nạn và hỏi bà thưa sư phụ sư tổ là mộc tang đạo trường đã qua đời thì trong thiên hạ hiện nay lão nhân gia là người võ công đệ nhất phải không cửu nạn lắc đầu đáp không phải đâu bảy chữ thiên hạ võ công đệ nhất nhân há phải chuyện thường ai muốn xưng càn cũng được bà đưa mắt nhìn ra ngò ai cửa sổ vẻ mặt buồn rầu nói tiếc ta biết một người đáng gọi là thiên hạ võ công đệ nhất nhân vì tiểu bảo hỏi ngay người đó là ai để từ nhất định tìm tới nơi bái kiến cửu nạn ngập ngừng y y đột nhiên vành mắt đỏ hoe bà lẳng lặng không nói nữa vì tiểu bảo lại hỏi vị tiền bối đó danh hiệu là gì đệ tử muốn biết để ngày sau mà có cơ duyên hội ngộ sẽ kính cẩn dập đầu phục lại. Cửu nạn xua tay bảo gã lui ra, vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ, chậm chạp cất bước ra ngoài. Gã tự hỏi vẻ mặt sư phụ ta đột nhiên biến thành quái dị, chẳng lẽ thiên hạ võ công đệ nhất nhân là người tình của lão nhân gia? Gã đoán như vậy là đã trúng được phần nửa, lúc này cửu nạn đang nghĩ đến con người ở hải ngoại, cách xa hàng vạn dặm là viên thừa chí nhưng lão ta lại trung tình với người khác mất rồi. Hơn hai chục năm nay bà chôn sâu mối tình xuống tận đáy lòng, bây giờ lại bị vi tiểu bảo nhắc tới, khiến bà không khỏi bâng khuâng trong dạ. Sáng hôm sau vi tiểu bảo trở dậy vào phòng cửu nạn để vấn an thì bà đã không từ biệt mà bỏ đi rồi. Bà để lại một mảnh giấy có viết chữ. Vi tiểu bảo cầm mảnh giấy đem cho từ thiên xuyên đọc thì trên mảnh giấy này vòn vẹn chỉ có tám chữ, liệu đấy mà làm có ngày tái hội vi tiểu bảo bồi hồi trong dạ miệng lầm bẩm: hôm qua ta hỏi sư phụ ai là người võ công đệ nhất thiên hạ phải chăng câu này là đắc tội với lão nhân gia chẳng bao lâu đoàn người về tới bắc kinh kiến ninh công chúa và vi tiểu bảo cùng nhau vào bái ít hoàng đế vua khang hy đã tiếp được bản tâu và phúc chỉ chuẩn cho ngô ứng hùng lai kinh hoàn hôn bây giờ nhà vua thấy mặt em gái và vi tiểu bảo lòng tâm rất lấy làm hoan hỉ Yến ninh công chúa nhảy sổ vào ôm lấy hoàng đế khóc giống lên. Nàng vừa khóc vừa nói, thằng lòi ngô ứng hùng khinh khi tiểu muội thái quá. Vua Khang Hy cười hỏi, gã tiểu tử đó lớn mật như vậy ư, để chậm đét vào đít gã cho, làm sao gã dám khinh khi hoàng muội Công chúa sụt sùi đáp, hoàng đế ca ca hỏi lại tiểu quế tử sẽ rõ, hắn khinh nhờn tiểu muội nhất định hoàng đế ca ca phải làm chủ việc này mới xong. Nàng vừa khóc vừa dậm chân bình bịch vua khang hy cười nói được rồi hoàng muội hãy về phòng ăn nghỉ để ta hỏi tiểu quế tử hồi 162, vì tiểu bảo tâu trình sứ mạng nguyên kiến ninh công chúa đã bàn định mọi việc với vi tiểu bảo để khi vào bái kiến vua khang hy sẽ tâu bày trường hợp vô lễ của ngô ứng hùng vì tiểu bảo chờ công chúa ra rồi liền thuật lại vụ đó một cách tường tận vua khang hy trao mày không nói gì ngài nghe xong trầm ngâm một lúc rồi phán tiểu quế tử ngươi thật là lớn mật, vì tiểu bảo giật nảy mình lên, sợ hãi đã nô tài không dám. vua khang hy ngắt lời, ngươi toa dập với công chúa, dám lừa gạt cả ta. vì tiểu bảo ấp úng, không, không có chuyện đó. khi nào nô tài dám lừa gạt hoàng thượng, vua khang hy nói, ngô ứng hùng vô lễ với công chúa, dĩ nhiên ngươi không trông thấy, sao ngươi dám nghe lời một bên công chúa mà tâu bậy với ta? vì tiểu bảo than thầm, chết cha rồi ông vua con này ghê quá đã nhìn thấy chỗ sơ hở gã vội quỳ xuống dập đầu tâu hoàng thượng sáng soi muôn dặm ngô ứng hùng vô lễ với công chúa trong trường hợp nào quả nhiên nô tài không được mắt thấy nhưng lúc đó nhiều người ở ngoài cửa sổ đều nghe rõ hết vua khang hy nói nếu vậy lại càng hồ đồ hơn nữa ta đã gặp mặt ngô ứng hùng hai lần nhận thấy gã là con người tinh minh mẫn cán gã lại không còn nhỏ tuổi nữa thì trong phòng gã thiếu gì cơ thiếp xinh đẹp. Khi nào gã dám lớn mật càn rỡ, cử động vô lễ với công chúa. Hừ, tính khí công chúa chẳng lẽ ta còn chưa hiểu hay sao? Nhất định là công chúa gây lộn với ngô ứng hùng rồi, cắt con mẹ nó cái đó đi. Nhà vua nói tới đây không nhịn được, nổi lên chàng cười ha ha. Vì tiểu bảo cũng phì cười, gã đứng dậy tâu sự tình này công chúa không tiện nói ra, Dĩ nhiên nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Công chúa bảo sao nô tài tâu trình làm vậy. Vua Khang Hy gật đầu phán, thế thì phải rồi, gã tiểu tử ngô ứng hùng phải chịu oan khuất trong vụ này. Người truyền chỉ ra cho chúng ở lại kinh thành chọn ngày làm lễ thành hôn. Sau một tháng sẽ trở về Vân Nam, vì tiểu bảo tâu, tâu hoàng thượng việc hoàn hôn thì không sao, nhưng ngô tam quế sắp làm phản, không thể để công chúa về Vân Nam được. Vua Khang Hy thản nhiên gật đầu nói, Ngô Tam Quế quả nhiên muốn làm phản. Người thấy thế nào? Vì tiểu bảo liền đem vụ Ngô Tam Quế câu kết với sứ Tây Tạng, sứ Mông Cổ, nước La Sát, thần Long Giáo, tình hình thế nào? Nhất nhất thuật lại. Khi gã kể đến vụ bắt sứ giả sứ Mông Cổ, gã liền đem việc mình giả trang làm con nhỏ của Ngô Tam Quế để hiểu rõ chân tướng. Bộ hạ của gã hóa trang làm gia tướng ở Bình Tây Vương Phủ vào kỹ viện tranh gái nổi cơn ghen đánh lộn để giết chết hãn thiếp ma giả, gã không bỏ sót một chi tiết. Gã hớn hở ra chiều đắc ý, vua Khang Hy lắng tai nghe rồi phán, vụ này khá hay đấy. Ngài nói tiếp, ngô tam quế là người thế nào ta chưa thấy qua. Ngày trước trong công loan tin làm lễ tế hiếu phụ vương, ngô tam quế có đem trọng binh đến kinh thành tế bái. Ta muốn gặp hắn một lần, nhưng mấy vị cố mệnh đại thần phòng ngừa hắn dẫn binh vào thành lỡ xảy biến một cách đột ngột thì trở tay không kịp nên bảo hắn ở ngoài thành dựng dập tế vọng chứ không được vào thành nhà vua nói tới đây đứng dậy phê phán ngao bái thật là ngu xuẩn nếu sợ ngô tam quế vào thành mà xảy ra biến loạn sao không hạ chỉ cho cha con hắn nhập thành tế bái còn đại quân đóng ở ngoài thành thì hắn còn làm gì được nếu hắn không dám vào thành một mình là tự hắn khiêm khuyết lễ số mình không cho hắn vào thì có khác gì bảo hắn bọn ta sợ đại quân của ngươi tạo phản vậy ngươi phải ở ngoài không được vào nhà vua cười khành khạch nói tiếp một đằng mình tỏ ra khiếp nhược, một mặt ngô tam quế lại cho là triều đình có lòng nghi kỵ hắn. Triều đình vừa sợ vừa nghi kỵ hắn thì dĩ nhiên hắn nảy lòng tạo phản. Ta e rằng nguyên nhân mưu phản của Ngô Tam Quế đã chớm nở ngay từ hồi ấy. Vì tiểu bảo nghe nhà vua phân tích như vậy càng sinh lòng khâm phục. Gã nói, giả tỷ ngày ấy Ngô Tam Quế gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng dẫn dụ cho hắn một phen, có khi hắn không dám nghĩ đến chuyện làm phản. Vua Khang Hy lắc đầu đáp, hồi đó ta còn nhỏ tuổi quá, không hiểu gì về quân quốc đại sự. Có khi gặp hắn cũng không biết điều gì lợi hại mà nói. Không chừng gã khinh thường ta nhỏ bé chẳng coi vào đâu, lại càng làm phản mau chóng. Rồi nhà vua hỏi đến tướng Mạo cùng hành vi của Ngô Tam Quế. Vì tiểu bảo nhất nhất tâu trình, nhà vua là hỏi trong thư phòng của Ngô Tam Quế có tấm da con bạch hổ như thế nào? Vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ liền mô tả tấm da con bạch hổ đó rồi nói, cả việc nhỏ nhặt này hoàng thượng cũng biết mới thật tài tình. Vua Khang Hy mỉm cười không đáp, ngài lại hỏi tới cách bố trí binh mã của Ngô Tam Quế cùng con rể hắn là Hạ Quốc Tương và 10 tên đại tổng binh dưới chướng tính tình ra sao, tài cán thế nào. Cứ những lời phỏng vấn của vua Khang Hy cũng đủ biết ngài hiểu tường tận về mọi tình trạng ở nơi Ngô Tam Quế. Tư cách, nền năng của các đại tướng dưới chương hắn cùng binh mã tại Bình Tây Vương Phủ nhiều hay ít nhà vua đều rõ hết. Tên nào tham tiền, tên nào hiếu sắc, tên nào hồ đồ, tên nào úy tử tham sanh cũng không qua được tay mắt của ngài. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi lại vừa khâm phục, gã nói, tâu hoàng thượng, hoàng thượng không tới Vân Nam mà tình trạng ở Bình Tây Vương Phủ, trong cũng như ngoài, còn biết rõ hơn nô tài nhiều lắm. Đột nhiên gã tỉnh ngộ nói tiếp, à phải rồi hoàng thượng đã phải người tới côn minh do thám. Vua Khang Hy cười đáp thế mới gọi là chi kỳ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Hắn định tạo phản, chẳng lẽ chúng ta để mặc kệ hắn? Tiểu Quế Tử, chuyến này công lao của ngươi lớn lắm vì ngươi đã thám thính được ngô tam quế câu kết với sứ Tây Tạng, sứ Mông Cổ và nước La Sát. Vụ này rất kỳ bí bọn thám tử của ta không điều tra được. Chúng chỉ có thể dò la những chuyện nhỏ nhặt, chứ không thám thính nổi việc lớn nhà nước vì tiểu bảo cả mừng tông đây hoàn toàn trông vào hồng phúc tầy trời của đức hoàng thượng nhà vua phán người đem hãn thiếp ma vào cung để ta thân hành thẩm vấn vì tiểu bảo vâng dạ lui ra rồi dẫn mười tên ngự tiền thị vệ giải hãn thiếp ma vào ngự thư phòng vua khang hy vừa nhìn thấy hãn thiếp ma đã dùng tiếng mông cổ để mở cuộc thẩm vấn hãn thiếp ma thấy nhà vua nói tiếng mông cổ rất lấy làm kinh dị nhưng cũng có phần thân thiết Hắn nhìn thấy khi thế trong hoàng cung không dám giấu giếm gì nữa, đem hết sự thật trình bày với nhà vua. Vua Khang Huy thẩm vấn một hồi liền đến mấy giờ đồng hồ. Ngoài vụ xứ Mông Cổ câu kết với Ngô Tam Quế trong trường hợp nào, nhà vua còn hỏi đến binh lực cùng các bộ thự ở xứ Mông Cổ. Ngài hỏi cả địa thế núi sông, nhân tình phong thổ, cùng các bậc vương công ai thân với ai, ai thù ghét ai nói tóm lại nhà vua không bỏ sót một chi tiết nào có ảnh hưởng đến việc lợi dụng nhân vật ở xứ này. Vì tiểu bảo đứng bên trầu trực, gã ngần mặt ra mà nghe hai người lý la lý lố không ngớt. Gã chẳng hiểu gì nhưng cũng nhận được vẻ mặt hãn thiếp ma có lúc khâm phục nhà vua trẻ tuổi, có lúc ra chiều sợ hãi vô cùng. Sau rốt thấy hắn dập đầu lia lịa dường như để cảm tạ ơn đức của nhà vua. Vua Khang ghi thẩm vấn xong, sai bọn ngự tiền thị vệ đưa hãn thiếp ma xuống nhà giam một tên tiểu thái giám bưng bát xâm thang vào dâng lên nhà vua đón lấy uống rồi bảo tiểu thái giám ngươi đi lấy cho vi tổng quản một chén tiểu thái giám vâng lời chạy đi lấy đưa vào vi tiểu bảo dập đầu tạ ơn bưng lấy xâm thang uống bỗng nghe ngoài thư phòng có tiếng bước chân vang lên một tên tiểu thái giám chạy vào tông khải bẩm hoàng thượng nam hoài nhân và thang nhược vọng xin vào bệ kiến vua khang hy gật đầu tiểu thái giám truyền lệnh ra ngoài hai người ngoại quốc thân thể cao lớn lật đật tiến vào quỳ xuống dập đầu trước mặt nhà vua vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ nghĩ bụng sao lại có hai tên quỷ sứ ngoại quốc đến đây làm chi thế này thì thật là khó hiểu hai người ngoại quốc khấu đầu xong rút trong bọc ra một cuốn sách đặt lên án người ít tuổi tên gọi nam hoài nhân lên tiếng tâu hoàng thượng bữa nay bọn nô tài lại trình bày về cách phát xạ sung lớn vì tiểu bảo nghe hắn nói tiếng kinh rất rõ ràng lưu loát bất giác, ủa, lên một tiếng, ra chiều kinh hãi, lẩm bẩm ly kỳ, thật là ly kỳ, tên quỷ này lại không phun tiếng ngoại quốc ra. Vua Khang Hy nhìn gã mỉm cười rồi cúi xuống ngó cuốn sách. Nam Hoài Nhân đứng một bên vừa trỏ tay vào sách vừa giải thích cho vua nghe. Vua Khang Hy hễ thấy chỗ nào chưa hiểu liền hỏi lại. Nam Hoài Nhân giảng chừng nửa giờ thì người ngoại quốc kia tuổi già dâu bạc tên gọi Thang Nhược Vọng tiếp tục giảng dài về thiên văn lịch Pháp lão này cũng giảng chừng nửa giờ, rồi cả hai người lại tạ lui ra. Vua Khang Hy cười hỏi, người ngoại quốc nói được tiếng Trung Quốc, chắc ngươi nghe lấy làm lạ lắm phải không? Vì tiểu bảo tông, ban đầu nô tài rất lấy làm kỳ, nhưng sau nghĩ lại cũng chẳng có chi là lạ. Thánh thiên tử được bách thần phù hộ, nước la sát mưu đồ chuyện bất chính nên Đức Thượng Đế phái hai con quỷ Tây Dương biết nói tiếng Trung Quốc đến phò tá Thánh Triều, chế tạo dung ống để bình định la sát. Vua Khang Hy nói, tâm tư người quả là thông minh, nhưng hai tên dương quỷ này không phải trời sinh ra liền biết nói tiếng Trung Quốc. Lão già đã đến Trung Quốc từ thời thiên khải nhà Minh. Lão là người Nhật Nhĩ Man, còn tên trẻ tuổi là người tỷ lợi thì đến đây vào triều thuận trị. Cả hai đều là giáo sĩ đạo gia tô, chúng đến Trung Quốc truyền giáo, muốn truyền giáo phải học tiếng Trung Quốc, vì tiểu bảo nói, té ra là thế nô tài vẫn lo ngay ngáy về súng ống của nước la sát vô cùng lợi hại bữa nay được nghe người ngoại quốc giảng giải về súng lớn súng nhỏ trình bày trước hoàng thượng đâu ra đấy bây giờ nô tài mới vững dạ vua khang hy thả bước trong ngự thư phòng thùng thẳng nói người la sát cũng là người chúng ta cũng là người họ chế tạo được súng ống thì chúng ta cũng chế tạo được súng ống có điều chúng ta chưa hiểu phương pháp mà thôi ngày trước chúng ta đánh nhau với triều minh Quân Minh có súng lớn đã làm cho chúng ta thất điên bát đảo. Đức Thái Tổ Hoàng Đế chúng đạn bị thương rồi băng, mà Giang Sơn nhà Minh cũng mất về tay chúng ta. Như vậy đủ chứng tỏ súng ống là để cho người sử dụng. Nếu người sử dụng thiếu chi khi phân đấu thì dù súng ống lợi hại đến đâu cũng bằng vô dụng. Vì Tiểu Bảo hỏi, thế ra triều nhà Minh đã có súng lớn, không hiểu những khẩu súng đó hiện để ở đâu chúng ta lấy đem đi bắn lão tiểu tử ngô tam quế cho cả lò cả lũ nhà hắn bay tung lên trời. Vua Khang Hy mỉm cười đáp chiều nhà Minh chỉ có mấy khẩu súng lớn mua của người Hồng Mao. Nhưng chỉ hòng mua của bọn Dương Quỷ vẫn không ăn thua, vì khi mình đã đánh nhau với họ, tất họ không chịu bán nữa. Như vậy há chẳng hỏng bét, chúng ta phải tự chế tạo lấy thì mới không sợ người khác đưa mình vào chỗ chết. Vì tiểu bảo nói, đúng lắm, đúng lắm. Hoàng thượng còn lo bọn giáo sĩ Gia Tô lừa gạt, nên phải tự mình điều tra cho biết rõ. Từ nay trở đi, bất luận bọn Dương Quỷ nói thiên hô bách sát thế nào cũng không lừa gạt được Hoàng thượng nữa. Vua Khang Hy đáp thế là ngươi đã hiểu tâm ý của ta rồi, có điều cách chế tạo súng ống còn vấp phải nhiều chuyện khó khăn. Ngay một việc luyện thép đã không phải chuyện dễ dàng, vì tiểu bảo phấn khởi tinh thần nói, tâu hoàng thượng nô tài xin ra ngoài kêu hết thợ sắt trong thành Bắc Kinh vào đây đắp lò luyện thép suốt ngày đêm lấy mấy trăm vạn cân thượng hào. Vua Khang Hy đáp khi người đi Vân Nam, bọn ta đã luyện được mấy vạn cân thép nguyên chất rồi. Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân hiện đang giám đốc công cuộc chế tạo sung lớn. Lát nữa người theo ta đi coi, vì tiểu bảo cả mừng nói, thế thì hay lắm, đột nhiên gã nghĩ ra điều gì liền nói tiếp, tâu hoàng thượng, bọn quỷ ngoại quốc thường ôm mối bất lương chúng ta phải đề phòng mới được, nơi chế luyện súng ống lại có hỏa dược cùng sắt thép. Hoàng thượng không nên đi, để nô tài giám sát bọn chúng. Vua Khang Hy đáp, cái đó người bất tất phải quan tâm, vụ này quan hệ đến khí vận quốc gia mà chính mắt ta không nhìn tới thì không thể yên lòng được. Nam Hoài Nhân trung thành ngay thẳng, còn thang nhược vọng đã được ta cứu mạng, lão cảm kích vô cùng. Quyết hai người này không nảy dị tâm. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng cứu mạng cho cả lão quỷ nước ngoài thì thật là kỳ. Vua Khang Hy mỉm cười đáp. Năm Khang Hy thứ ba, Thang Nhược Vọng nói là tòa khâm thiên giám tính lầm ngày nhật thực rồi hai bên tranh biện rất kịch liệt. Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếc Dương Quang Tiên tại Hán Công trong tòa khâm thiên giám không biện minh được, liền tìm cách trả oán. Hắn làm bản tâu nói là Thang Nhược Vọng chế ra bộ đại thanh thời hiến lịch và suy đoán chỉ có hai trăm năm nhưng nhà đại thanh được thượng đế bảo hữu, thánh tổ vô cương, hưởng phúc vô cùng, gây dựng ra giang sơn hàng vạn năm. Thang nhược vọng chỉ dâng cuốn lịch 200 năm tức là nguyền rủa nhà đại thanh chỉ trị vì thiên hạ được 200 năm. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra nói, lợi hại, thật là lợi hại, lão quỷ nước ngoài kia chỉ biết tính thiên văn địa lý, mà lại không hiểu thủ đoạn làm quan. Vua Khang Hy nói, khi ấy ngao bái cầm quyền chính trong triều thằng cha này xử sự hồ đồ, hắn nói là thang nhược vọng nguyên rùa triều đình, đáng xử tội lăng trì. Hắn đưa chỉ dụ cho ta coi, nhưng ta phát giác ra một chỗ sơ hở. Vì tiểu bảo nói, năm khang hy thứ ba hoàng thượng mới 10 tuổi đã khám phá ra chỗ trá ngụy thì thật là thánh thiên tử thông tuệ khác đời, cổ kim hiếm có. Vua khang hy cười đáp, ngươi đừng xu nịnh ta nữa. Thực ra vụ này rất nông cạn. Ta hỏi ngao bái, bộ, đại thanh thời hiến lịch, bao giờ làm xong thì hắn trả lời không biết. Hắn đi điều tra rồi tâu lại là lịch làm xong năm thuận trị thứ 10. Ngày ấy Đức Tiên Đế đã hạ chỉ ban khen và phong cho tên hiệu là Thông Huyền Giáo Sư, nhà vua liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nói tiếp, ta liền bảo ngao bái, phải rồi. Khi lên 6, lên 7 ta đã trông thấy cuốn đại thanh thời hiến lịch. Thế là bộ sách này làm xong ngót 10 năm rồi, sao ngay hồi đó triều đình không làm tội y? bây giờ mới đem ra xử án là bất công nhà vua nói tiếp ngao bái ngẫm nghĩ cho là ta nói phải nên không hạ sát thang nhược vọng đem giam vào nhà tù sao ta cũng quên mất vụ này mới đây nam hoài nhân nhắc tới ta liền hạ chỉ buông tha y ra vì tiểu bảo cười nói nô tài đi bảo thang nhược vọng để tâm nghiên cứu là một pho đại thanh vạn niên lịch vua khang nghi bật cười mấy tiếng rồi nghiêm nghị đáp ta đã đọc lịch sử các tiền triều thì vua chúa đời nào thương yêu chăm họ điều trị nước lâu dài nếu không thế thì dù tạo ra bao đêm lành cũng bằng vô dụng từ xưa đến nay ai ai cũng xưng hô hoàng đế bằng đức vạn tuế mà thực ra chưa ông nào hưởng thọ được trăm năm chứ đừng nói đến vạn tuế những câu thọ tỷ nam sơn vạn thọ vô cương gì gì đều là những láo khoét để lừa gạt người đời phụ hoàng lúc nào cũng căn dặn câu vĩnh bất gia phú và bảo ta phải tuân hành lời huấn dụ này ta đã nghĩ kỹ thì chỉ có bốn chữ đó đúng là phương châm giữ vững giang sơn bền như sắt đá tiểu bảo những sung ống của người tây dương hay binh cường mã tráng của ngô tam quế ta cũng chẳng quan tâm vì tiểu bảo chẳng hiểu gì về đạo lý an bang trị quốc gã chỉ vâng dạ liên thanh vì tiểu bảo lấy pho tứ thập nhị Trương kinh mà gã đã đánh cắp được ở nơi ngô tam quế hai tay cầm dâng lên nói, tâu hoàng thượng Pho sách này quả nhiên đã bị lão tiểu tử ngô tam quế nuốt mất. Nô tài vào trong thư phòng của hắn ngó thấy liền đánh cắp. Thế là vật về với chủ cũ, vua khang hy cả mừng nói, hay lắm, hay lắm, mẫu hậu thường hay lo nghĩ về vụ này, ta đem dâng cho lão nhân ra để đưa vào nhà thái miếu đốt đi là xong bất luận trong sách có những điều gì bí ẩn từ nay chẳng một ai hay biết nữa vì tiểu bảo bụng bảo dạ hoàng đế đốt sách này đi càng hay cái đó kêu bằng hủy thi diệt tích vụ ta lấy cắp những mảnh giấy vụn bên trong vĩnh viễn không còn ai phát giác ra được nữa gã trở về từ tước phủ của mình chờ đến đêm đóng cửa cài then lại gã lấy gói giấy vụn ra và gọi song nhi lại bảo ta có việc rất tốn công cô hãy làm giúp ta gã dặn thị ngồi tỉ mỉ giáp hàng mấy ngàn mảnh giấy vụn vào đúng chỗ của nó cho thành một bức đồ hình song nhi vâng lời để tâm nhìn kỹ những mảnh giấy thị cắm cúi ngắm nghía những vết cắt ở cạnh từng mảnh để lẫn lộn vào với nhau vào một chỗ khó khăn vô cùng vì tiểu bảo ban đầu ngồi bên bàn chú ý nhìn nhặt mỗi nơi một mảnh giáp lại để đỡ phần nào công việc của song nhi nhưng gã lần mò hàng giờ muốn giáp hai mảnh cho ăn khớp cũng không tìm ra được gã đâm ra chán nản đành bỏ đó tự mình vào phòng nằm ngủ. Sáng hôm sau gã tỉnh dậy thấy phòng ngoài hãy còn thắp đèn lửa. Song Nhi tay vần một mảnh giấy vụn, ngẩn ngơ suy nghĩ. Vì tiểu bảo đi tới sau lưng thị, ồ, lên một tiếng thật to. Song Nhi giật mình kinh hãi, nảy bắn người lên. Thị cười hỏi, tướng công đã tỉnh giấc rồi ư? Ừ, vì tiểu bảo đáp đám giấy vụn này làm cho người ta mất công nhiều lắm. Ta có bảo phải làm gấp đâu mà cô ngồi thức suốt đêm cảm cụi. Cô hãy đi ngủ đi. Song Nhi đáp, dạ, để nô tì thu xếp lại đã. Vì tiểu bảo ngó thấy trên bàn đặt một tờ giấy trắng lớn. Song Nhi đã dùng kim thêu cắm 17, 18 mảnh giấy vụn vào và ăn khớp với nhau. Gã cả mừng nói, cô đã tìm ra được bấy nhiêu rồi ư. Song Nhi đáp, lúc ban đầu thật khó khăn vô cùng. Bây giờ nô tì đã hiểu được một chút đạo lý. Sau này có thể làm lẹ hơn nữa thị thần trọng sắp đặt và gói những mảnh giấy vụn rồi gấp cả tờ giấy trắng lớn cất vào trong hộp khóa lại. Vì tiểu bảo nói, những mảnh giấy này rất cần cho ta, chớ để người khác đánh cắp mất. Song Nhi đáp, suốt ngày nô tỳ ở đây canh giữ, không dám rời xa nửa bước. Chỉ sợ ngủ đi xảy chuyện bất ngờ. Vì tiểu bảo nói, không sao đâu, ta kêu một tiểu đội kiêu kỵ doanh binh đến đây canh gác và, bảo giá, cho cô. Song Nhi mỉm cười đáp, có như thế nô tỳ mới vững dạ. Vì tiểu bảo thấy cặp mắt của thị ẩn hiện những tia đỏ, tỏ ra thị đã mỏi mệt quá. Gã nảy lòng lân tích bảo, cô đi ngủ lẹ lên, ta bồng cô đặt cô vào giường. Song Nhi mặt thẹn đỏ bừng, xua tay lia lịa, đáp, không, không, không được. Vì tiểu bảo cười hỏi, có gì mà không được, cô giúp ta làm việc vất vả suốt đêm, ta bồng cô lên giường một chút đã ăn thua gì gã nói rồi vươn tay ra ôm lấy. Song Nhi bật lên tiếng cười hì hì, luồn xuống dưới hai tay gã chui ra ngoài. Vì tiểu bảo trực ôm thị mấy lần mà lần nào cũng vồ sành. Gã tự biết khinh công của mình còn kém song nhi xa nên trong lòng cảm thấy chán nản. Gã buông tiếng thở dài, ngồi phệt xuống ghế, song nhi cười khúc khích tiến lại gần nói nô tỳ xin phục thị tướng công hội rửa và ăn lót dạ xong sẽ đi ngủ. Vì tiểu bảo lắc đầu không nói gì. Song Nhi thấy gã không vui, trong lòng hồi hộp khẽ hỏi: "Tướng công, tướng công, tức giận rồi ư?" "Hồi 163, núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc. Vì tiểu bảo đáp: "Ta có bực mình gì đâu, khinh công ta kém quá. Sư phụ dạy ta rất nhiều môn pháp mà ta học không nổi. Đến việc muốn bắt một cô bé cũng không xong thì làm đếch gì được." Song Nhi mỉm cười nói: "Tướng công muốn ôm lấy tiểu Tỳ thì dĩ nhiên tiểu Tỳ phải cố chết né tránh." Vì tiểu bảo đột nhiên nhảy vọt lên la, ta nhất định phải bắt cô cho bằng được mới nghe. Gã giang hai tay nhảy sổ lại. Song Nhi cười khanh khách, né mình tránh khỏi. Vì tiểu bảo giả vờ xô về mé tả, chờ cho Song Nhi đánh quá mé hữu gã vươn tay ra nắm chúng được vạt áo thì. Song Nhi la lên một tiếng, nhưng sợ rách áo không dám cửa mạnh. Vì tiểu bảo liền đưa tay ôm lấy lưng thị, thị vẫn cười hi hi vì tiểu bảo hạ tay mặt xuống khuỷu chân song nhi, bồng thị lên đặt vào giường của gã. Song nhi thẹn quá mặt đỏ như đóa hoa hồng, không ngớt la lên, tướng công, tướng công, vì tiểu bảo vừa cười vừa hỏi lại, tướng công làm sao? Gã kéo chăn đắp lên mình thị rồi cúi xuống khẽ hôn vào má thị một cái và cười nói, mau nhắm mắt lại, ngủ đi. Gã chờ gót ra khỏi phòng, khép cửa lại, bụng bảo dạ, còn nhà đầu này sợ ta nổi nóng, cố ý để cho ta ôm lấy vì tiểu bảo ra ngoài sảnh đường bảo tên thân binh truyền lệnh cho một đội quân sĩ kiêu kỵ doanh phải đến canh gác phòng mình ngay lập tức mấy ngày liền gã bận công việc lấy tiền bạc cùng lễ vật ở vân nam đem về đưa tặng cho các phi tần trong cung các vương công đại thần cùng tướng lãnh thị vệ gã nghĩ bụng nếu ta nói tiền bạc lễ vật này của ngô tam quế gửi tặng thì họ sẽ ơn hắn chi bằng lão gia tự lãnh lấy món nhân tình này thế là mấy chục vạn lạng vàng bạc biến thành lễ vật của khâm sai đại thần, kiêu kỵ doanh phó đô thống vi tiểu bảo. Những người tu lễ vật dĩ nhiên hết sức tâng bốc quan đô thống nhỏ tuổi. Trong cung vi cũng như ở triều đình, mọi người đều nói Đức Hoàng Thượng Thánh Minh sử dụng nhân tài rất đúng chỗ. Cả một chàng thiếu niên bé nhỏ cũng được đề bạt làm quan lớn rất đắc thể, quả nhiên chàng là một nhân vật tinh minh mẫn cán. Hàng ngày song nhi vẫn tiếp tục giáp những mảnh giấy vụn hễ tìm được mảnh nào ăn khớp thị lại dùng kim cắm vào tờ giấy trắng. Vì tiểu bảo cứ đến tối là vào coi lại thì thấy tấm đồ hình mỗi ngày một lớn. Trong đồ hình vẽ đủ địa thế núi sông và chua bằng chữ ngoằn ngoèo. Song Nhi nói, đây là chữ ngoại quốc, tiểu tì cũng không hiểu. Vì tiểu bảo ở trong cung đã lâu, tuy gã biết đây là chữ mãn trông, nhưng dù là chữ hán gã cũng mù tịt. Bất luận trên đồ hình chua bằng văn tự nào, gã cũng chẳng để tâm. Đến tối ngày thứ 18, Vi Tiểu Bảo về nhà thấy mặt mũi song nhi hớn hở tươi cười. Gã đưa tay ra sờ cầm thi hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Song Nhi đáp, tướng công thử đoán coi. Đêm hôm qua lúc đi ngủ, Vi Tiểu Bảo thấy bức địa đồ còn hơn 200 mảnh chưa ráp xong. Việc ráp đồ hình, cứ ráp xong một mảnh thì phần còn lại ít đi một mảnh và lại dễ thêm một phần. Một vài ngày đầu công việc thật gian nan, hàng giờ chưa tìm được hai mảnh ăn khớp càng về sau càng mau lẹ hơn. Vì tiểu bảo đã nghĩ đến chắc xong nhi giáp xong bản đồ nên mới vui vẻ như vậy. Gã cười hỏi, phải chăng cô đã làm được mấy tấm bánh trưng chiều châu cho ta ăn? Song Nhi lắc đầu đáp, không phải, vì tiểu bảo hỏi, thế thì cô lượm được một món bảo bối gì phải không? Song Nhi đáp, không phải, vì tiểu bảo hỏi, hay là nghĩa huynh cô ở Quảng Đông đã gửi gì đến cho cô? Song Nhi đáp, không phải, đường xá xa xôi như vậy, làm sao mà gửi đồ tới được vì tiểu bảo nói thế thì thiếu nhưng nhưng ở trang gia đưa tin đến rồi song nhi lại lắc đầu cặp lông mày nhíu lại thị khẽ đáp thiếu nhưng nhưng ở trang gia chẳng hiểu có bình yên không trong lòng tiểu tỳ thường thường nhớ tới y vì tiểu bảo reo lên à ta biết rồi bữa nay là sinh nhật của cô song nhi mỉm cười đáp không phải đâu sinh nhật của tiểu tỳ không phải là bữa nay vì tiểu bảo hỏi, vậy sinh nhật cô vào hôm nào? Song Nhi đáp, vào tháng 9, đột nhiên thị đỏ mặt lên nói, tiểu tì quên rồi. Vì tiểu bảo nói, cô gạt ta, có lý nào lại quên cả ngày sinh nhật của mình? Rồi gã nói tiếp, phải rồi, phải rồi, nhất định là ông sư già ở chùa Thiếu Lâm là bạn hữu của cô đã đến viếng. Song Nhi cười khúc khích, lắc đầu lia lịa đáp, tướng công thật khéo nói giỡn, làm gì có ông sư nào bạn hữu với tiểu tì? tướng công mới có bạn làm hòa thượng. Vì tiểu bảo gãi đầu gãi tay trầm ngâm một lúc rồi hỏi, đoán thế này không phải, thế kia cũng không phải. Chà chà, thật khó quá, ban đầu ta đó ẩn không biết có phải vì cô đã giáp xong đồ hình. Nhưng tối hôm qua ta thấy còn hai, ba trăm mảnh vụn thì dù nhanh đến đâu cũng phải mất năm, sáu bữa nữa. Cặp mắt song nhi chiếu ra những tia thần quang lộ vẻ vui mừng, thị mỉm cười hỏi lại, thế mà tiểu tỷ bữa nay đã giáp xong rồi thì tướng công bảo sao? vì tiểu bảo lắc đầu đáp cô muốn gạt ta ta cũng không tin song nhi nói tướng công tướng công lại đây mà coi xem cái này là cái gì vì tiểu bảo theo thị đến bên bàn thì thấy trên bàn đã trải một mảnh vải trắng lớn trên mảnh vải có mấy ngàn mũi kim cắm những mảnh giấy vụn vào thành một bức đại địa đồ rất hoàn chỉnh một điểm đặc biệt là mấy nghìn mảnh giấy vụn ráp vào nhau mà không có lấy một mảnh thừa hay một mảnh thiếu vì tiểu bảo reo to một tiếng xoay tay ôm cứng lấy song nhi hô lớn việc lớn xong rồi phải hôn một cái gã nói rồi hôn vào môi thị song nhi thẹn quá mặt đỏ như gấp chín thị ngảnh đầu đi môi vi tiểu bảo hôn vào trái tay thị song nhi bị nhột toàn thân nhùn ra thị kinh hãi la lên không không vì tiểu bảo cười khanh khách buông thị ra gã cầm tay thị đứng sóng vai nhìn bức đồ hình miệng tấm tắc không ngớt tán dương song nhi nếu không có cô làm giúp ta việc này thì ta phải mất đến 3 năm 6 tháng mà chưa chắc đã giáp xong. Song Nhi đáp tướng công còn bận trăm ngàn quốc gia đại sự, thì giờ đâu mà ngó đến cái việc vụng về này. Vì tiểu bảo nói, trời ơi, cái này mà bảo là việc vụng về ư, đây là một công trình đòi hỏi nhiều thông minh nhất thiên hạ. Song Nhi nghe gã tán tụng rất lấy làm khoan khoái. Vì tiểu bảo trỏ vào bức đồ hình nói, chỗ này là núi cao, chỗ kia là sông lớn, gã lại trò vào con sông lớn uốn khúc có khuyên tám vòng tròn đủ màu sắc hỏi tiếc toàn thể bức địa đồ diều vẽ bằng mực đen tám vòng tròn này cái thì màu đỏ cái thì màu trắng cái thì màu vàng cái thì màu lam à phải rồi đây là tám màu sắc về bát kỳ của người mãn châu vậy tám cái vòng nhỏ này nhất định có điều rất cổ quái nhưng chưa biết núi đó là núi gì sông kia là sông nào song nhi lấy ra một tập giấy mỏng đến mấy chục tờ tờ nào cũng viết những văn tự mãn châu ngoằn nghèo thị đưa tập giấy cho vi tiểu bảo vi tiểu bảo hỏi cái này là cái gì ai đã viết ra đây song nhi đáp tiểu tì viết ra đó vi tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói té ra cô biết văn tự mãn châu thế mà mấy bữa trước cô gạt ta gã vừa nói vừa giang hai tay ra như muốn ôm lấy thị song nhi vội né tránh cười đáp tiểu tì không gạt tướng công đâu tiểu tì không biết chữ mãn châu thật phải lấy giấy mỏng in lên đồ hình rồi cầm bút phóng lại vì tiểu bảo nói diệu kế chân diệu kế ta kêu một vị sư gia ở mãn châu đến coi rồi chua bằng chữ trung quốc của chúng ta vào là ai coi cũng biết trên đồ hình ghi chú những điều gì gã thích quá reo lên hảo song nhi bảo bối song nhi người thật là người tâm cơ vi diệu cô biết bức đồ này quan hệ trọng đại nên chia những chỗ chua chữ mãn châu thành mấy chục mảnh ta cũng chia ra để hỏi nhiều người cho khỏi tiết lộ cơ mật. Song Nhi mỉm cười đáp, hảo tướng công, thông minh tướng công, tướng công vừa ngó qua đã đoán ra chỗ rộng ý của tiểu tỳ. Vì tiểu bảo cười nói, việc lớn xong rồi phải hôn một cái. Song Nhi nghe gã nói vậy xoay mình nhảy vọt đi trốn ra phòng ngoài. Vì tiểu bảo ra ngoài sảnh đường sai thân binh đi kêu một tên chuyên viết bút thiếp người mãn châu ở kiêu kỵ doanh đến gã lấy ra một tờ giấy mỏng hỏi cho biết ý nghĩa của những chữ mãn châu trên tờ giấy này. Tên bút thiếp đáp phúc trình đô thống đại nhân, đó là ngạch nhĩ cổ lạp hà, tinh kỳ lý giang, hồ mã nhĩ oa tập sơn. Toàn những địa danh ngoài quan ải đất mãn châu của chúng ta. Vì tiểu bào hỏi cái gì mà ô lý ô lố giang, hô con mẹ nó sơn. Những tên rắc rối khó nghe quá, tên bút thiếp đáp bẩm đô thống đại nhân, ngạch nhĩ cổ lạp hà. Tinh Kỳ Lý Giang, Hồ Mã Nhị Hoa, Tập Sơn đều là núi cao sông lớn của Mãn Châu. Vì tiểu bảo hỏi, đây là địa phương nào? Tên bút thiếp đáp bẩm đô thống đại nhân, đó là nơi cực bắc sông Hắc Long Giang. Vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng, phải rồi, quả nhiên là chỗ giấu báu vật của người Mãn Châu. Bọn chúng đem vàng bạc châu báu ra ngoài quan ải giấu ở những nơi càng xa càng tốt. Rồi gã bảo, người đem ô lý ô lố giang, ô con mẹ nó sơn chua bằng chữ hán vào bên cho ta tên bút thiếp theo lời vi tiểu bảo viết chữ hán vào vi tiểu bảo lại lấy một mảnh giấy khác ra hỏi cái này là núi nào sông gì tên bút thiếp đáp bẩm đô thống đại nhân đây là tây lý mộc hà a mộc nhị sơn a mộc công hà vi tiểu bảo hỏi con mẹ nó mỗi lúc một thêm rắc rối có phải người nói nhăng nói càn không thiếu gì tên hay không lấy mà lại phải tây con mẹ nó hà A à, tổ bà nó sơn. Tên bút thiếp lộ vẻ sợ sệt đưa lời vấn an rồi đáp ti chức không dám nói nhăng nói cản. Tiếng mãn châu có ý nghĩa riêng của nó. Vì tiểu bảo nói, thôi được, người đem con mẹ nó à, tổ bà nó sơn chua bằng chữ hán vào cho ta. Để rồi ta đi hỏi người khác coi ngươi nói đúng hay là láo khuét. Tên bút thiếp run sợ đáp, dạ dạ, ti chức dù lớn mật đến đâu cũng không dám nói nhăng nói cản với đô thống đại nhân. Vì tiểu bảo hỏi, mật ngươi lớn lắm ư? Tên bút thiếp đáp, không không, ti chức mật nhỏ như mật con chuột nhát. Vì tiểu bảo cười ha hả hô, người nhà đâu, lấy năm chục lạng bạc thường cho ông bạn mật nhỏ như chuột nhát. Này này, ta bảo cho ngươi hay, ngươi mà đem tay con mẹ nó hà. A à, tổ cha nó sơn nói với người khác mà ta biết ra là lập tức đòi bạc lại, cả vốn lẫn lãi cộng thành 150 lạng. Tên bút thiếp mừng rỡ không bút nào tả xiết. Lương bổng của gã mỗi tháng có 12 lạng bạc mà đô thống đại nhân thường cho năm chục lạng. Gã cảm tạ dối rít rồi nói, ti chức chẳng bao giờ dám bạ đâu nói đấy. Gã nghĩ bụng tiền vốn năm chục lạng mà tính lãi 100 lạng thì thật nặng quá. Y có giết mình cũng đành chịu, làm gì có tiền mà trả. Mấy ngày liền, vì tiểu bảo đã hỏi rõ được bảy tám chục địa danh rồi mở bản đồ ra coi thì chỗ có tám vòng tròn nhỏ khác màu sắc ở về phía bắc sông Hắc Long Giang giữa chỗ hợp lưu sông a mục nhĩ hà và hắc long giang mà cũng là phía chính bắc núi ô mã nhi hoa tập phía tây bắc núi a mục nhĩ giữa tám cái khuyên tròn có viết chữ mãn châu màu vàng dịch ra hán tự là ba chữ lộc đình sơn vì tiểu bảo nhớ kỹ vào lòng địa thế trên bản đồ đồng thời gã bảo song nhi cũng học cho thuộc gã tự nhủ những mảnh giấy vụn này mà để người ta lấy mất tất không khỏi tiết lộ bí mật gã liền cuốn tấm đồ hình bỏ vào lò lửa đốt đi vì tiểu bảo nhìn lửa cháy bùng bùng, trong lòng rất khoan khoái miệng lẩm bẩm sư phụ bảo ta đem giấy vụn gói thành nhiều gói và chôn ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng cũng có thể bị người khác lấy cắp mất. Bây giờ ta đã giấu vào trong óc thì dù kẻ muốn lấy cắp có bổ óc ta ra cũng chẳng tìm thấy bức địa đồ này. Gã quay đầu nhìn lại thấy ánh lửa chiếu vào mặt song nhi. Má thị ửng hồng càng tăng thêm vẻ kiều diễm, gã mỉm cười, nhìn thị chằm chặp không chớp mắt. Song Nhi bị gã giòm ngó dữ quá, không khỏi thẹn tùng cúi đầu xuống. Vì Tiểu Bảo cười nói, Hảo Song Nhi, chúng ta ráp xong bản địa đồ, địa danh cũng tra cứu được hết. Còn mẹ nó Hà, tổ cha nó Sơn đều đã ghi nhớ vào lòng. Có phải là Đại Công Cáo Thành rồi không? Song Nhi nghe gã nói đến bốn chữ Đại Công Cáo Thành, biết là gã sắp trêu cợt, vội nhảy ra ngoài cửa đáp Không, không, không có. Vì Tiểu Bảo hỏi, sao lại không có? Song Nhi vừa cười vừa chạy ra xa đáp. Nô tỳ không biết, vì tiểu bảo sổ ra cửa rượt theo, cười nói. Cô không biết nhưng ta biết. Bỗng thấy một tên thân binh lật đật chạy tới nói. Khải bẩm đô thống, hoàng thượng có lệnh triệu Mời đô thống đi chầu ngay. Vì tiểu bảo nhăn mặt nhát Song Nhi rồi ra đi vào cung. Gã thấy trước cửa cung đã sắp hàng nghi trưởng, gã quỳ xuống bên đường dập đầu. Nhà vua cười nói, tiểu quế tử, người hãy theo chẫm đi coi người ngoại quốc thử súng vì tiểu bảo cả mừng đáp hay lắm họ đúc súng thật là mau lẻ đoàn người do cửa tả an vào xưởng đúc súng long đàm nam hoài nhân và thang nhược vọng quỳ ở đằng xa để nghênh tiếp thánh giá vua khang hy hỏi dậy đi dậy đi đại pháo đặt ở đâu nam hoài nhân đáp tâu thánh thượng đại pháo đặt ở ngoài thành cùng thỉnh xa giá thánh thượng ra đó ngự lãm vua khang hy đáp hay lắm nhà vua ở trong xe bước ra đoàn thị vệ tiền hô hậu ủng đưa tới ngoài cửa tả an đã ngó, ba khẩu súng lớn bày hàng tại đó. Vua Khang Hy lại gần coi thấy ba khẩu súng này phát ra ánh thanh quang lấp loáng. Thân súng lớn, bánh xe cùng trục chỗ nào cũng kiên cố thì long tâm vui mừng, phán bảo, hay lắm, chúng ta thử bắn mấy phát coi. Nam Hoài Nhân lấy một viên đạn đặt vào nòng súng, đổ hòa dược và dùng chày sắt lèn thật chặt rồi quay lại nói, tâu hoàng thượng, khẩu súng này có thể bắn xa được một dặm rưỡi những đích bắn đã đặt ở phía bên kia. Vua Khang Hy nhìn theo tay hắn trỏ thì thấy ngoài xa trường dặm rưỡi có dựng người mô đất, liền gật đầu phán, được rồi, Khanh bắn thử đi coi. Nam Hoài Nhân nói, cùng thỉnh Hoàng thượng di giá ra xa ngoài mười trượng cho được an toàn. Vua Khang Hy mỉm cười lùi lại, vì tiểu bảo hăng hái tiến ra nói, xin cho nô tài khai hòa phát đầu tiên. Nhà vua gật đầu, vì tiểu bảo đến bên khẩu súng lớn nhìn Nam Hoài Nhân nói, ngoại quốc lão huynh lão huynh nhằm dùng cho thật trung đích, để tiểu đệ khai hòa. Nam hỏi nhân đã nhắm miệng súng từ trước, bây giờ coi lại lần nữa cho chuẩn đích rồi bảo gã. Đúng rồi đó, vì tiểu bảo đón lấy mồi lửa ở trong tay một tên quân châm vào ngòi thuốc, rồi vội vàng nhảy ra xa. Gã liệu mồi lửa xuống, đưa hai tay lên bưng chặt lỗ tai. Bỗng thấy hỏa quang lấp lánh rồi nổ, đoàn, một tiếng khủng khiếp. Khói đen mịt trời, một mô đất vỡ tan vang đi một tia lửa bay vọt lên không, nguyên trong mô đất đã để S 1 phần 2 N rất nhiều lưu hoàng và hỏa dược, đạn súng bắn vào lập tức cháy vọt lên, khiến cho uy thế càng khủng khiếp. Bọn quân sĩ cả tiếng reo hò, lại hướng về phía nhà vua hô lên, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ba khẩu súng lớn luân lưu khai hỏa, bắn cả thầy mười phát, trúng vào bảy mô đất. Còn ba mô chạch đi một chút không bắn trúng được, vua khang hy mừng rỡ vô cùng ban khen cho Nam Hoài Nhân và Thang Nhược Vọng, lại thăng Nam Hoài Nhân lên chức giám tránh tỏa khâm thiên giám. Thang Nhược Vọng trước đã có hàm thái thường tự khanh, gia thông chính sứ, tước hiệu thông huyền giáo sư, y đã bị cất chức về tay ngao bái. Nay vua Khang Hy cho phục nguyên chức và đổi hiệu là thông vi giáo sư. Nguyên vua Khang Hy tên là huyền hoa, phải kiêm chữ huyền không thể dùng tới. Ba khẩu súng lớn cũng ban cho danh hiệu thần võ đại pháo nhà vua về công truyền cho một mình vi tiểu bảo theo vào ngự thư phòng. Ngài cười hả hê nói, tiểu quế tử, chúng ta ngày đêm khai công đốc súng, chế tạo mấy trăm khẩu thần võ đại pháo, đem bầy hàng nhằm bắn vào lão tiểu tử ngô tam quế thì con mẹ nó liệu còn làm phản được không? Vì tiểu bảo cười đáp đức hoàng thượng thần cơ diệu toán, chẳng cần thần võ đại pháo mà muốn bắt lão tiểu tử ngô tam quế cũng dễ như chờ bàn tay. Có điều đúc được thần võ đại pháo thì khác nào? rồng thêm cánh. Gã toàn nói, hổ thêm cánh, nhưng nghĩ lại đem đức hoàng đế vi với lão hổ là có điều bất kính, nên đổi lại là rồng thêm cánh. Vua Khang Hy cười phán, người nói câu này thật là chẳng có chút học vấn nào. Rồng bay trên trời thì còn dùng cánh làm chi nữa? Vì tiểu bảo đáp, dạ dạ, cái đó tỏ ra dù không đúc sung lớn, hoàng thượng cũng chẳng sợ ngô tam quế. Nhà vua cười phán, rút cục người vẫn có lý rồi trao mày nói tiếp nói đến rồng trẫm chợt nhớ tới vụ ngô tam quế cấu kết với xứ mông cổ xứ tây tạng nước la sát lại còn tổ chức thần long giáo gì đó ngụ điếm giả giả thái hậu làm điều đại nghịch vô đạo huế loạn cung cấm là do thần long giáo phái đến phải không vì tiểu bảo đáp đúng thế vua khang hy nói nếu không bắt tên phản nghịch này xử ngàn đao phân thây thì sao trả được mối thù mụ đã giam cầm và làm nhục thái hậu nhà vua nói tới đây bất giác nghiến răng nghiến lợi ra chiều phẫn nộ vô cùng vì tiểu bảo nghĩ thầm nhà vua nói câu này là muốn ta đi bắt mụ điếm già mụ vẫn đi liền với cao tôn giả hiện giờ không biết ở đâu muốn bắt mụ thật không phải chuyện dễ dàng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã ngần ngừ không dám tiếp lời quả nhiên vua khang hy phán tiểu quế tử vụ này rất là cơ mật ngoài ngươi ta không thể phái người khác làm được vì tiểu bảo tông giả giả nhưng không hiểu mụ điếm giả trốn đi đâu tên gian phu của mụ người tròn ủng như trái banh thịt mà xem chừng lại có yêu pháp vua khang hy nói mụ điếm giả mà trốn đến hoang sơn giã lĩnh thì việc tìm kiếm mụ quả nhiên rất khó khăn nhưng cũng có manh mối để dò la người dẫn quân đến tiêu diệt thần long tà giáo rồi bắt dư đảng của chúng tra khảo thì có thể điều tra được mụ điếm giả lạc lõng nơi đâu Vua Khang Hy thấy vi tiểu bảo lộ vẻ ngần ngại liền nói tiếp, chấm cũng biết việc này chẳng khác mò kim đáy biển thật khó khăn vô cùng. Nhưng một là ngươi mẫn cán, hai là ngươi có phúc tướng rất lớn. Những việc kẻ khác làm chật vật vô cùng mà giao vào tay ngươi là mã đáo thành công. Chấm không ra thời hạn để tùy ngươi làm đến bao giờ xong cũng được. Ngươi ra ngoài quan ải có thể điều động nhân mã ở Phụng Tiên, chờ cơ hội đi công phá đảo Thần Long vì tiểu bảo tông phúc khí nô tài đều là hoàng thượng ban cho hoàng thượng đã đem lòng đặc biệt tin cậy dĩ nhiên phúc phận của nô tài to lớn vô cùng nô tài chỉ mong nhờ vào hồng phúc của hoàng thượng mà chuyến này ra đi bắt ngay được mụ điếm giả đem về nhà vua thấy gã chịu đi trong lòng mừng rỡ khôn xiết ngài vỗ vai gã nói báo thù dừa hận tuy là việc lớn nhưng so với sự yên nguy xã tắc thì lại chưa vào đông người bắt được mụ điếm giả dĩ nhiên là hay quá nhưng việc trọng yếu là đánh phá đảo thần long tiểu quế tử ngoài quan ải là nơi phát tích gây dựng nghiệp rồng của nhà đại thanh ta thế mà đảo thần long ở ngay bên vẫn dòm giỏ, dò, nếu chúng liên thủ với quân la sát chiếm cứ đất quan ngoại thì nhà đại thanh mất gốc người phá được đảo thần long thì không khác gì chém được năm ngón tay của nước la sát vì tiểu bảo cười đáp đúng thế đột nhiên gã cất tiếng hô lớn a à la ô gã giơ tay mặt vung loạn lên không ngớt. Nhà vua cười hỏi, ngươi làm gì vậy? Vì tiểu bảo đáp, nước la sát bị chặt đứt năm ngón tay, dĩ nhiên đau quá phải la lớn bằng tiếng la sát. Vua Khang Hy cười ha hả nói, chậm thăng cho ngươi lên nhất đẳng tử tước, chính bạch kỳ mãn châu đô thống kiêu kỵ doanh, lại thưởng cho ngươi ngoại hiệu là ba đồ lỗ. Ngươi điều động đại quân chú phòng ở Phụng Thiên để trừ diệt bọn phản tặc ở ngoài đảo Thần Long vì tiểu bảo quỳ xuống tạ ơn nói, nô tài càng làm quan to, phúc phận càng lớn. Vua Khang Hy nói, vụ này không nên khua chuông gióng trống để đề phòng bọn ngô tam quế, thượng khả hy. Chúng hay tin chẳng thể ngồi yên tất giấy quân tạo phản sớm hơn. Vì thế mà phải hành động thần không hay quỷ không biết, để diệt trừ đảo thần long một cách đột ngột. Ngày mai chấm lại phái ngươi làm khâm sai đại thần lên núi trường Bạch Tế cáo thiên địa núi Trường Bạch là thánh địa Giáng sinh ra ái tân giác la già của nhà chấm. Chấm phái ngươi vào việc tế tự là không ai nghi ngờ gì nữa. Vì tiểu bảo đáp hoàng thượng thần cơ diệu toán thì giáo chủ thần long giáo sẽ thọ giữ trùng tề. Người ta thường nói, thọ giữ thiên tề, vì tiểu bảo đổi là thọ giữ trùng tề, để nguyên rùa thần long giáo chủ. Vua Khang hy hỏi, thọ giữ trùng tề là nghĩa làm sao? vì tiểu bảo đác nô tài muốn nói thỏ mạng của giáo chủ chỉ như loài sâu bỏ, chẳng sống được bao lâu. Gã ở trước mặt nhà vua, đánh bạo lãnh lấy sứ mạng này, nhưng rồi gã nghĩ tới võ công chắc tuyệt của thần Long Hồng giáo chủ. Ngoài ra cao thủ trong giáo phái đông như kiến, gã mà dẫn một toán binh mã chỉ biết mua kiếm bán tên đến tấn công đảo thần Long thì cái mạng nhỏ xíu của gã 10 phần có đến 8, 9 không giữ vững được vì tiểu bảo ở trong công gia trong lòng hồi hộp lo âu. Bỗng gã xoay chuyển ý nghĩ, miệng lẩm bẩm lão gia nhất quyết không ra đảo thần long, dù tiểu hoàng đế đối đãi với lão gia tử tế đến đâu, lão gia cũng chẳng tội gì mà liều chết cho y, lão gia làm quan đến thế này là lớn quá rồi. Chi bằng sau khi ra ngoài quan ải, lão gia thừa cơ đến núi Lộc Đình ở phía bắc Hắc Long Giang, đào hầm lấy bảo tàng là một phen đại phát tài. Kế đó lão già lén lút xuống vân nam lấy cho bằng được A-Kha rồi đi ẩn lánh. Hàng ngày chỉ đánh bạc nghe hát, Há chẳng tiêu giao khoái lạc ư. Gã nghĩ tới đây trong lòng bớt phần phiền não rồi tự nhủ, lâm trận mà bỏ trốn tuy là một việc mất thể diện, lại phụ lời trọng thác của tiểu hoàng đế, nhưng tính mạng của mình là việc quan hệ Há phải cho đua. Sau khi ta đào được bảo tàng là thôi, chứ chẳng chặt đứt long mạch của nhà mãn thanh cũng là tử tế với hoàng đế lắm rồi hôm sau vua khang hy lâm triều quả nhiên tham quan cho vi tiểu bảo và phái gã lên núi trường bạch tế trời sau khi tan triều các vương công đại thần tới tấp đến từ tước phủ chúc mừng sách ngạch đồ thấy vi tiểu bảo có ý không vui liền nói lên núi trường bạch tế trời dĩ nhiên chẳng có gì béo bở so với cuộc đến vân nam xoa so đầu bình tây vương thật khác nhau một trời một vực trách nào vi huynh đệ chẳng mất hứng vi tiểu bảo đáp chẳng giấu gì sách đại ca tiểu đệ là người miền Nam, bình sinh rất sợ rét. Hễ nghĩ đến trời băng đất tuyết ở ngoài quan ải là lại phát run. Bữa nay đã phải sưởi ấm đến nửa ngày rồi. Sách ngạch đồ cười khanh khách, tìm lời an ủi vì huynh đệ bất tất phải quan tâm. Sách mỗ quay về lấy tâm áo hỏa điêu để huynh đệ chống rét. Ngồi trong kiệu mà có chút lửa thì không thấy rét nữa. Chuyến đi quan ngoại này huynh đệ lúc trở về cũng có quả quý chứ chẳng không. Hồi 164 để phụ nhân xen vào quốc sư. vì tiểu bảo nói nếu tới đất liêu đông rét như cắt thịt mà cũng có thể phát tài thì tiểu đệ phải thỉnh giáo đại ca một bài học sách ngạch đồ đáp miền liêu đông của bọn tiểu huynh có ba thứ bảo bối vì tiểu bảo ngắt lời hay quá nhỉ trong ba thứ bảo bối chỉ cần lấy được một thứ cũng tha hồ tiêu xài rồi sách ngạch đồ cười đáp đất liêu đông có câu phương ngôn vì huynh đệ đã nghe ai nói đến bao giờ chưa câu đó là Quan Đông có ba bảo vật, nhân sâm, gia điêu và ô lạp thảo. Vì tiểu bảo hỏi, tiểu đệ chưa từng nghe ai nói tới câu đó, nhân sâm và gia điêu là của quý đã đành, còn ô lạp thảo, một thứ cỏ, sao cũng gọi là bảo bối. Sách ngạch đồ đá, vậy mà ô lạp thảo cũng là bảo bối mới kỳ. Ha ha, vùng quan đông cứ đến mùa đông là trời rét kinh khủng, mặt đất đóng thành băng. Những người nghèo không được mặc áo gia điêu ngồi kiệu ấm mà trời rét quá hai chân tê buốt lấy ai khiêng kiệu cho vi huynh đệ ô lạp thảo là thứ cỏ mọc khắp miền quan đông chỉ cần nhổ lấy một nắm phơi khô bỏ vào trong đế giày là thấy ấm áp ngay người cùng nghèo chẳng có áo cừu không đắp chăn bông lấy ô lạp thảo may thành áo thành chăn cũng đủ ngự hàn vì tiểu bảo nói té ra là thế nhưng món bảo bối ô lạp thảo chúng ta không cần dùng đến còn nhân sâm thì phải lấy vài chục gánh gia điêu cũng phải mấy trăm tấn đem về mới đủ chia cho những bằng hữu rất thân ái. Sách ngạch đồ nổi lên chàng cười ha ha. Lão Toàn nói thì có tên thân binh vào báo là quan thủy sư đề đốc thi lang đến bái kiến. Vì tiểu bảo vừa nghe thấy hai chữ, thi lang, bất giác sắc mặt biến đổi. Gã nghĩ tới bữa trước đem trịnh khắc sảng giam vào trong quan tài. Sư phụ gã là Trần Cận Nam bảo phải tha trịnh khắc sảng ra, nhưng vừa mở quan tài thì bên trong không còn trịnh khắc sảng, sau chỉ thấy thi hài của quan an cơ một người anh em trong thanh mục đường ngoài ra còn mảnh giấy để lại viết hàng chữ thi lang gửi đến cố nhân lúc ấy trần cận nam còn nói cho gã nghe là võ công thi lang rất cao cường mưu trí cũng hơn đời ngày trước quốc tính gia đã bị thua về tay hắn vì tiểu bảo cho là thi lang đến để tầm cường gã không biết làm thế nào vội bảo một tên thân binh người mau đi kêu a tam a lục hai người vào đây cho ta sách ngạch đồ cười hỏi, mối giao tình giữa thi tĩnh hải và vi huynh đệ thế nào? Vì tiểu bảo tâm thần hồi hộp hỏi lại, thi, thi tĩnh cái gì? Sách ngạch đồ đá, vị đế đốc này được phong tước tĩnh hải tướng quân, vì huynh đệ chưa từng quen biết y hay sao? Vì tiểu bảo lắc đầu, tiểu đệ chưa từng gặp y lần nào, gã quay lại bảo tên thân binh, y đến đây làm chi? Ta không muốn tiếc, tên thân binh giả một tiếng rồi trở ra kiếm lời từ khước quỷ tôn giả và lục cao hiên lật đật chạy vào đứng ở đằng sau vi tiểu bảo. A Tam, A Lục là tên giả của hai người này. Vi tiểu bảo thấy bên mình đã có hai tay cao thủ hộ vệ gã mới yên lòng hơn một chút. Lát sau, tên thân binh kia lại vào hoa sảnh, hai tay bưng một cái khay đưa lên nói đây là lễ vật của thi tướng quân đem đến tỏ lòng hiếu kính đô thống đại nhân. Vi tiểu bảo thấy trên khay để một cái hộp bằng pha lê. Trong đặt một cái bát bằng bạch ngọc lòng bát khắc mấy hàng chữ cái bát bạch ngọc này trong sáng rất đẹp đúng là thứ mỹ ngọc thượng hảo công trình điêu khắc cũng cực kỳ tinh xảo sách ngạch đồ cười nói món lễ vật này không phải tầm thường lão thi thật đã phí nhiều tâm huyết vì tiểu bảo không hiểu hỏi sách đại ca bảo sao sách ngạch đồ đáp trong bát đã khắc danh húy của lão đệ lại còn thêm bốn chữ gia quan tấn tước phía dưới khắc quyến đệ thi lang kính tặng vì tiểu bảo trầm ngâm một lúc rồi nói tiểu đệ chưa từng quen biết người này mà họ khách sáo như vậy chắc có dụng ý gì không tốt sách ngạch đồ cười đáp chỗ dụng ý của lão thi đã rõ quá rồi y nhất tâm muốn đánh đài loan để báo thù cho cha mẹ vợ con mấy năm nay y ở trong kinh lần quần với bọn ta định nhờ bọn ta tâu hoàng thượng về vụ này y đã phí tiền đến hai ba chục vạn lạng lão ngừng lại một chút rồi tiếp nay y biết lão đệ là nhân vật kề cận trước giá hoàng thượng, dĩ nhiên phải tìm đường vành cạnh đến lão đệ. Bây giờ vi tiểu bào mới vững dạ, gã lại hỏi, té ra là thế, vì lẽ gì y cố tình muốn đánh Đài Loan, sách ngạch đồ đá, lão thi nguyên trước là một viên đại tướng dưới chướng trịnh thành công. Sau trịnh thành công hoài nghi y có lòng phản bội, toàn bắt y, nhưng y chạy trốn được. Trịnh thành công tức quá liền đem cha mẹ vợ con y sách ngạch đồ vừa nói vừa huy động hai tay làm kiểu chém đầu mọi người. Vì tiểu bảo lẻ lưỡi ra nói, một bậc anh hùng như trịnh thành công mà còn bị thua về tay thi tướng quân thì y đúng là một cao nhân hiếm có. Tiểu đệ phải tiếp kiến y mới được. Đoạn gã bảo tên thân binh, người ra coi nếu thi tướng quân còn ở đó thì bảo hãy chờ ta một chút. Gã nhìn sách ngạch đồ nói, sách đại ca, chúng ta cùng ra gặp y, tuy gã có ủy tôn giả và lục cao hiên bảo vệ nhưng vẫn còn úy kỵ thi lang gã nghĩ rằng sách ngạch đồ là một vị đại thần nhất phẩm ở triều đình mà cùng đi với gã thì chắc chắn thi lang không dám động võ sách ngạch đồ mỉm cười gật đầu hai người liền dắt tay nhau đi ra nhà đại sành thi lang đang ngồi trên ghế chỗ thấp nhất nghe tiếng giày lẹp kẹp vội vàng đứng dậy hắn thấy hai người từ trong nội đường tiến ra liền bước lên mấy bước thi lễ miệng dõng giạc hô sách đại nhân vi đại nhân ti chức là thi lang xin tham kiến hai vị đại nhân. Vì tiểu bảo chắp tay đáp lễ cười nói, không dám, quan hàm của thi tướng quân còn lớn hơn tại hạ. Sao tướng quân lại khách sáo như vậy? Mời tướng quân ngồi chơi. Chúng ta không nên khách sáo nữa. Thi lang kính cẩn đáp vì đại nhân khiêm nhường như vậy khiến cho ai cũng phải khâm phục. Đại nhân còn nhỏ tuổi đã sớm hiền đạt. Việc phong công phong hầu đối với đại nhân chỉ là vấn đề hàng ngày. Trong vòng 10 năm nữa là cùng vì đại nhân nhất định sẽ được phong vương. ti chức bất quá là một tên tiểu tướng quân, phòng chi đáng kể. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, nếu tại hạ có ngày như vậy thì rất lấy làm đa tạ lời vàng ngọc của tướng quân. Sách ngạch đồ cười nói, lão thi, lão ở Bắc Kinh mấy năm đã học được kiểu ăn nói hoạt bát, khác hẳn ngày mới tới kinh thành, động một tí là đắc tội với người ta. Thi lang đáp, ti chức là kẻ võ phu thô lỗ, không hiểu lễ nghĩa, hoàn toàn trông vào các vị đại nhân lượng cả bao dung hiện nay ti chức đã hết sức thay đổi lỗi lầm ngày trước sách ngạch đồ cười nói lão thi điều gì cũng khôn ngoan biết cả vi đại nhân là một vị mệnh quan thứ nhất được kề cận trước giá đức hoàng thượng lão tìm đến cửa này thì còn hơn là đi cầu khẩn hàng trăm vị vương công đại thần khác thì làng lại kính cẩn dâng lời thỉnh an hai người rồi nói ti chức hoàn toàn trông vào hai vị đại nhân có dạ tài bồi vĩnh viễn không bao giờ dám quên ơn đức. Vì tiểu bảo ngắm nghĩa thi lang thấy hắn vào cỡ năm chục tuổi. Cặp mắt lấp loáng lộ vẻ tinh anh cường kiện, nhưng rong nhan tiểu tụy ra dáng phong trần đã lắng. Gã nghĩ bụng té ra kẻ đã ra hại quan phu tử là thằng cha này. Hắn cứu trịnh khắc sảng ra khỏi quan tài, chẳng hiểu hắn không biết thân thế ta thật hay hắn giả vờ. Âu là ta thử thám thính xem sao gã liền nói thì tướng quân cho tại hạ cái bát ngọc kia chân quý quá chừng là một điều không hay đâu thì làng sợ hãi đứng lên hỏi ti chức là kẻ hồ đồ không hiểu cái bát ngọc đó có vấn vết gì xin đại nhân chỉ điểm vì tiểu bảo cười đáp vấn vết thì không có nhưng nó là vật báo lúc dùng để ăn cơm cứ phải hồi hộp vì sợ mình không cẩn thận đánh rớt bể bát ha ha sách ngạch đồ cũng nổi lên chàng cười khanh khách thì làng bật lên tiếng cười xã giao vì tiểu bảo lại hỏi, thi tướng quân đến Bắc Kinh từ bao giờ? Thì lang đáp, Ty trước đến Bắc Kinh đã được 3 năm. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, thì tướng quân làm thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến sao không về đó cầm quân mà lại tới Bắc Kinh ngao du? À, tại hạ biết rồi, nhất định thi tướng quân có người yêu ở Bắc Kinh, chẳng thể dứt áo ra về được. Thì lang đáp, vì đại nhân nói dỡn rồi. Hoàng thượng triệu ti chức, kinh đề hỏi về phương lược bình trị đảo Đài Loan chắc là ti chức đưa ra kế hoạch hồ đồ, ứng đối không hợp thánh ý nên chưa thấy Đức Hoàng thượng ban dụ xuống. Ti chức ở kinh thành kính cần chờ đợi chỉ ý của Hoàng thượng. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, tiểu hoàng đế là người rất tinh minh, bao giờ ngài cũng lo việc đại sự, ngoài việc bình trị tam phiên, đến việc công phá Đài Loan phải làm thế nào. Dù thi lang đưa ra kế hoạch không hợp ý, nhưng đó chỉ là biện pháp của cá nhân hắn, hoàng thượng tất nguyên lượng cho. Hoàng thượng chưa hạ chỉ thì nhất định trong vụ này có nguyên nhân nào khác. Vì tiểu bảo nhớ tới những lời của sách ngạch đồ, lại nghĩ tiếp hắn đã lập được nhiều công lao, hẳn có ý kiêu ngạo. Hoàng thượng tuyên triệu hắn lai kinh, chắc hắn không thèm cầu cạnh một ai rồi đắc tội với những nhân vật quyền hành nên người ta cố ý làm khó dễ với hắn. Gã liền cười nói, Đức Hoàng thượng là bậc thánh minh, ngài muốn thi tướng quân ở lại đợi chỉ thì nhất định có thâm ý gì. Tướng quân bất tất phải nóng này việc phải tới sẽ tới, có bồn chồn cũng bằng vô dụng. Thì làng đứng dậy nói, bữa nay ti chức nhờ vi đại nhân chỉ điểm mới sáng mắt ra. Ba năm trời lúc nào ti chức trong lòng cũng sao xuyến, chỉ sợ mình có điều ngỗ ngược mạo phạm hoàng thượng. Theo lời vi đại nhân thì đây là hoàng thượng có thâm ý gì khác, nếu vậy ti chức vững dạ được nhiều. N đức của vi đại nhân mở đường cho thật cao cả không biết đến đâu mà lương. Vì tiểu bảo giỏi nghề nịnh bợ, nhưng nghe người ta tâm bốc mình trong lòng cũng khoan khoái. Gã cười nói, Hoàng thượng từng nói, con người kiêu ngạo quá chừng, không thể trọng dụng. Cần phải làm cho y nhụt nguyện khí, đừng nói đến chuyện Hoàng thượng giáng cấp. Dù ngài bắt đi xung quân hay giam vào ngục thì đó cũng là mỹ ý của ngài muốn tải bồi cho tướng quân đó. Thì làng luôn miệng khen phải mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh hắn nghĩ thầm, dù hoàng thượng có thật tình muốn tài bồi cho mình bằng cách này thì cũng không thể nuốt được. Sách ngạch đồ vuốt dâu nói, phải lắm, vì huyền đệ nói vậy thật đúng quá, viên ngọc không mài rúa cũng là đồ bỏ, ngay như cái bát ngọc này nếu không mài rúa cũng chỉ là cục đá chẳng dùng làm gì được. Thi lang vội đáp, giả giả, vì tiểu bảo nói, thi tướng quân, mời tướng quân ngồi xuống nói chuyện, tại hạ nghe nói trước kia tướng quân là bộ hạ của trịnh thành công tại sao lại xảy chuyện xích mích với lão? Thi lang đáp, phúc bẩm đại nhân, ti chức nguyên là bộ hạ của Trinh Chi Long, phụ thân của Trịnh Thành Công, sau được chia về phục vụ dưới chướng Trịnh Thành Công. Trịnh Thành Công hưng binh tạo phản, ti chức chẳng hiểu nếp tè gì, chỉ tuân theo lệnh y mà hành động một cách hồ đồ. Vì tiểu bảo ngắt lời, ủa, té ra tướng quân phản thanh, gã toàn nói, té ra là tướng quân phản thanh phục minh thì đó là một việc rất nên làm bình thời gã ngồi với anh em thiên địa hội thường nói đến chuyện phản thanh phục minh, suýt nữa gã buột miệng tuôn ra. May mà gã hãm lại kịp thời, đổi giọng rồi sao sao nữa, thì lang đáp năm ấy trịnh thành công dẫn quân đi đánh phúc kiến, căn cứ địa của y ở hạ môn. Không ngờ nhà đại thanh đem kỳ binh đánh úp lấy hạ môn khiến cho trịnh thành công hết đường tiến thoái, lâm vào tình trạng cực kỳ khốn đốn. Ti chức thật tội đáng muôn thác, đáng lý mình phải tận chung với vương sư lại đem binh đoạt lại hạ môn ở trong tay thanh binh. Vì tiểu bảo nói, thế là thi tướng quân đã lập được công lớn với trịnh thành công rồi con gì? Thi lang đáp, khi ấy trịnh thành công thăng quan cho ti chức và ban thưởng nhiều lắm. Nhưng sau vì một việc nhỏ mà gây nên chuyện động trời? Vì tiểu bảo hỏi, việc gì vậy? Thi lang đáp, ti chức phái một tên tiểu hiệu đi do thám quân tình, nhưng gã lại sợ chết, lén vào rừng sâu nằm mấy ngày rồi trở về báo cáo một cách hàm hồ. Ti chức thấy gã nói có chỗ không đúng liền hỏi vặn rồi tra ra sự thực. Ti chức liền truyền giam gã lại để hôm sau đem ra chém đồng. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếc không ngờ tên tiểu hiệu đó thần thông quảng đại. Nửa đêm gã trốn ra được trở về phủ trịnh thành công. Gã khóc lóc cao tố ti chức xử gã oan uổng với đồng phu nhân của trịnh thành công. Đồng phu nhân nghe gã năn nỉ không khỏi mềm lòng, liền phái người đến yêu cầu ti chức tha cho tên tiểu hiệu kia sứ giả đến nói những gì trong lúc dùng người, không nên tàn sát bộ thuộc đề sĩ tốt phải hoang mang. Vì tiểu bảo nghe nói đến đồng phu nhân liền nhớ tới sư phụ gã là Trần Cận Nam đã cho hay, đồng phu nhân rất cưng thằng cháu thứ nhì là trịnh khắc sang. Ngủ mấy phen muốn lập hắn lên làm thế tử, bất giác gã nổi giận đùng đùng, lớn tiếng thoá mà, ngụ điếm giả đó thật khả ố, ngụ là đàn bà thì còn hiểu gì đến việc quân cơ mà can thiệp vào. Tổ bà nó, quốc gia đại sự thường hư hỏng về tay mụ điếm giả để bộ tướng phạm pháp mà không xử trảm thì còn cầm quân đánh giặc được sao mụ điếm giả ngu muội đến tột độ chỉ thiên ái những thằng lòi mặt trắng thì làng không ngờ vi tiểu bảo nghe hắn kể chuyện này lại sinh lòng khẳng khái đến thế hắn liền cảm thấy giữa hai người có mối tình chi kỳ bất giác vỗ đùi đánh đết một cái đáp vì đại nhân làm việc đúng luật hết chỗ nói đại nhân đã từng cầm quân biết rõ quân pháp có nghiêm mình mới khắc địch chế thắng được. Quân pháp mà lòng lẻo thì hỏng việc lớn, vì tiểu bảo nói chắc thì tướng quân không chịu nghe lời mụ điếm già, đem tên tiểu hiệu lão hiệu gì đó chém đầu làm lệnh. Thì lang đáp lúc đó ti chức cũng nghĩ như vi đại nhân, liền bảo sứ giả của đồng phu nhân, thì mỗ là bộ tướng của quốc tính gia chỉ biết tuân theo tướng lệnh của quốc tính gia. Hắn thở phào nói tiếp ti chức nói vậy là có ý bảo cho hắn biết thì mộ không phải là bộ tướng của đồng phu nhân thì không cần vâng theo lệnh của phu nhân. Vì tiểu bảo đã phải lắm, kẻ nào mà làm bộ tướng cho mụ điếm già là nhà nó hết phước rồi. Sách ngạch đồ và thi lang nghe vi tiểu bảo thoá mà đồng phu nhân lại kêu bằng mụ điếm già không nhịn được phải phi cười. Họ có biết đâu gã có tư tâm khác mà tuôn ra những lời thô tục. Thi lang nói, mụ, đồng phu nhân nghe phúc trình về những lời của ti chức chắc là giận lắm phu nhân cho ngay tên tiểu hiệu đó làm thân binh ở trong phủ, lại sai người đến bảo ti chức có giỏi thì vào phủ mà bắt tên tiểu hiệu đó giết đi. Ti chức nhân lúc nóng giận nhất thời không nhịn được thân hành vào tìm tên tiểu hiệu kia chém một đao cho gã rơi đồng. Vì tiểu bảo vỗ tay reo, giết là hay lắm, giết là tuyệt diệu, có giết mau lẹ như vậy mới làm cho người ta khoan khoái trong lòng. Thì lang lại nói, ti chức giết xong tên tiểu hiện đó tự biết ngay là gây nên đại họa rồi. Ti chức liền đến trước mặt trịnh thành công tạ tội. Ti chức nghĩ rằng mình đã lập được công lớn thì hạ sát một tên thuộc hạ chiếu theo quân pháp cũng chẳng có tội lỗi gì, mà chỉ vô lễ với đồng phu nhân, chẳng lấy chi làm nặng lắm. Không ngờ trịnh thành công nghe lời phu nhân khép ti chức vào tội phạm thường, đại bất kính và hạ lệnh bắt giam. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếc ti chức nghĩ rằng quốc tính gia là một nhân vật anh hùng khẳng khái, vì nóng nảy trong lúc nhất thời có bắt giam ti chức mấy ngày rồi cũng buông tha ngờ đâu chẳng bao lâu ti chức được tin gia phủ, gia đệ cùng thê tử đều bị bắt tống lao. Bấy giờ ti chức mới hay đại sự nguy rồi, trịnh thành công sắp giết mình đến nơi, ti chức liền nhân lúc tên giám mục sơ hở một chút trốn đi ngay. Kế đó ít ngày, ti chức lại được tin trịnh thành công đem toàn ra ti chức xử trảm, không để sống sót một người nào. Vì tiểu bảo lắc đầu buông tiếng thở dài thì làng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp giữa họ trịnh và ti chức đã trở thành mối thù chẳng đội trời chung đáng tiếc trịnh thành công chết sớm mất rồi khiến cho ti chức chưa trả được mối thù này ti chức đã lập lời trọng thể phải có một ngày kia giết hết cả nhà họ trịnh cho sạch sành xanh vì tiểu bảo đã biết trịnh thành công làm vua ở hải ngoại là một vị đại anh hùng nhưng gã nghe thi lang nói muốn giết cả nhà họ trịnh dĩ nhiên kẻ đại đối đầu của gã là trịnh khắc sảng cũng ở trong đó nên gã cảm thấy trí đồng đạo hợp với thi lang gã gật đầu lia lịa nói giết là phải giết là phải thì tướng quân không trả được mối thù này thì chẳng phải là anh hùng hảo hán sách ngạch đồ cũng nói theo thi tướng quân trịnh thành công chu lục toàn gia tướng quân quả là một điều cay đắng nhưng cũng có cái may là tướng quân nhân họa thành phúc bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng. Nếu không xảy vụ này thì e rằng hiện nay tướng quân vẫn còn ở Đài Loan chống cự vương sư làm điều phản nghịch. Thi lang đáp, sách đại nhân dạy phải lắm, vì tiểu bảo nói, trịnh thành công hạ sát toàn gia tướng quân rồi, tướng quân căm phẫn đến đầu hàng nhà đại thanh ư. Thi lang đáp, dạ, được tiền đế ơn nặng tầy non, tỷ chức khởi nghĩa quy thuận triều đình liền được tiên đế phái đến làm việc ở Phúc Kiến. Tỷ chức cảm ơn thâm trọng chỉ mong báo đáp. Quên mình phấn đấu, lập được chút công lao nhỏ mọn rồi được thăng làm đồng an phó tướng thuộc tỉnh Phúc Kiến. Mày gặp lúc trịnh thành công đem quân đến đánh, ti chức liều mạng với y, nhờ hồng phúc của đức tiên đế toàn thắng một trận. Đức tiên đế thăng cho ti chức lên làm đồng an tổng binh. Sau ti chức lấy lại được hạ môn, kim môn và mô tự rồi liên lạc với toàn quân hồng mau ngồi trên thuyền bắn súng đánh cho trịnh thành công một trận tan tành. Y nhảy xuống bể chạy trốn đức tiên đế thăng cho ti chức làm thủy sư đề đốc ở phúc kiến lại thêm quan hàm tĩnh hải tướng quân thực ra ti chức chẳng có công lao gì đáng kể một là trông vào hồng phúc của đức hoàng thượng nhà đại thanh ta hai là nhờ ơn đức của các vị đại nhân trốn triều đình tuyên dương công trạng nếu nói về công lao thì sách đại nhân và vi đại nhân có công nhiều hơn vì tiểu bảo cười hì hì nghĩ bụng lúc ngươi đánh hạ môn kim môn ta còn chạy nhảy ở kỹ viện thành Dương Châu mà công lao đã to hơn ngươi rồi. Ngoài miệng gã hỏi, trước kia tướng quân ở dưới chướng trịnh thành công, sau lại mấy phen cùng y giáp chiến thì tình hình ở Đài Loan dĩ nhiên tướng quân hiểu rõ lắm. Hoàng thượng triệu tướng quân Lai Kinh để phán hỏi về phương lược tấn công Đài Loan, tướng quân đã tâu trình thế nào? Thi lang đáp: ti chức khải tâu chúa thượng, Đài Loan là một hải đảo cô độc, giữ dễ mà đánh khó các tướng sĩ ở Đài Loan lại toàn là những tinh minh dũng tướng từng theo trịnh thành công đánh quen trăm trận. Nếu muốn tấn công Đài Loan thì quan thống binh cần được đầy đủ quyền hành tự mình cử sự, không bị hạn chế điều gì, mới thành công được. Vì tiểu bảo hỏi, tướng quân muốn tự mình hành động hết cả mọi mặt và chính mình ban bố hiệu lệnh nữa chăng? Thì lang vội đáp, ti chức không dám có ý cuồng vọng như vậy. Có điều riêng về việc tấn công Đài Loan phải nhằm vào lúc bên địch sơ hở, không kịp đề phòng mới mong thắng lợi. Từ Kinh sư đến Phúc Kiến đường xa đến mấy ngàn dặm mà khi gặp được thời cơ tấn công Đài Loan, còn phải tâu về triều đình để xin chỉ thị thì e rằng lúc lệnh ban ra đã lỡ mất thời cơ. Những tướng khác ở Đài Loan thì chưa đáng kể, nhưng Trần Vĩnh Hoa là người túc trí đa mưu lại thêm Lưu Quốc Hiên kiêu dũng, thiện chiến. Thật là hai tay kinh địch, nếu ra quân một cách mạo muội thì khó lòng nắm được phần thắng. Hồi 165 tiểu hoàng đế mưu lược cao thâm vì tiểu bảo gật đầu hỏi tướng quân nói thế là phải đức hoàng thượng cực kỳ anh minh không hiểu ngài chê trách tướng quân về chỗ nào tướng quân còn tâu những gì nữa thi lang đáp hoàng thượng phán hỏi phương lược tấn công đài loan ty chức tâu rằng binh tướng ở đài loan tuy rất tinh nhuệ nhưng chỉ còn số ít nhà đại thanh muốn tấn công đài loan nên thi hành hai phương lược một mặt dùng kế phản gián khiến nội bộ bọn chúng sinh mối bất hòa trước hết phao môn trần vĩnh hoa có ý phế chủ tự lập hắn cùng lưu quốc hiên hợp tác mưu đồ thoán vị trịnh kinh là người xét việc bất minh hắn sinh lòng ngờ vực không chừng hạ sát cả hai lão trần lưu dù hắn không giết chúng cũng quyết chẳng trọng dụng và tước bớt quyền bính hai là họ trần họ lưu một người tướng văn một người tướng võ là hai cây cột trụ của đài loan bên ta làm cho cả hai tên phải bỏ đi là tốt nhất, hay bớt được một tên cũng thành thế một cây cột khó bề chống đỡ cả tòa nhà. Vì tiểu bảo ngấm ngầm kinh hãi, mắng thầm, còn mẹ nó, mi định hại sư phụ ta, gã lại tự nhủ, thằng cha này nói rõ cho ta hay ý muốn ra hại sư phụ ta, thì ra hôm ấy hắn cứu trịnh khắc sảng không nhìn thấy ta và dĩ nhiên không biết mối liên quan giữa ta và thiên địa hội. Gã yên tâm hỏi tiếp lại còn nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm. Tướng quân có biết không? Thì làng rất lấy làm kinh dị, hỏi vì đại nhân cũng biết cả phùng tích phảo ư. Vì tiểu bảo đác tại hạ được nghe hoàng thượng nhắc đến, nội tình ở Đài Loan hoàng thượng trông rõ như bàn tay để trước mặt. Ngài còn nói, đồng phu nhân chỉ cưng thằng cháu nhỏ là trịnh khắc sàng, chứ không ưa thế tử trịnh khắc tang, mụ muốn cho con thay đổi lại ngôi thế tử, nhưng trịnh kinh không chiêu. Vụ này có đúng không? Thì làng càng kinh hãi lại càng bội phục. Đáp thánh thiên tử thông tuệ phi thường, cổ kim hiếm có. Ngài trốn thâm cung mà mắt thấy xa ngoài muôn dặm. Hoàng thượng nói vậy thật là đúng quá, chẳng giấu gì hai vị đại nhân, mới đây chỉnh khắc sảng đến Bắc Kinh, ti chức đã gặp gã rồi. Sách ngạch đồ và vi tiểu bảo đồng thanh hỏi có chuyện đó ư, hai người hỏi câu này với vẻ kinh dị lộ ra ngoài mặt. Dĩ nhiên một người lấy làm lạ thật sự, còn một người giả vờ. Vì tiểu bảo nói, nếu vậy thì thi tướng quân nên khuyên hắn trở về hạ ca ca hắn, tự lập làm vua. Đồng thời khuyên hắn trước hết là giết Trần Vĩnh Hoa và Lưu Quốc Hiên đi. Thì làng vỗ đuổi luôn mấy cái rồi đứng lên đá vì đại nhân định đoạt công việc một cách rất mau lẹ và sáng suốt, thật khiến cho ti chức phải phục sát đất. Thực tình ti chức vẫn khuyên trịnh khắc sảng như vậy và hắn đã chịu nghe lời. Thì làng ngừng lại một chút rồi tiếp Trần Vĩnh Hoa còn có tên nữa là Trần Cận Nam ngày trước Trịnh Thành Công dẫn dắt một lũ chó điên ở Giang Nam phản kháng nhà Đại Thanh. Sau khi thất bại, lão trốn ra Đài Loan nhưng có đến hơn 10 vạn bộ thuộc cũ không theo đi được, còn tàn mát khắp nơi. Trần Vĩnh Hoa vâng lệnh Trịnh Thành Công tổ chức một tà hội làm điều đại nghịch vô đạo mà lại kêu bằng, thiên địa hội. Lão thu thập bọn thuộc hạ cũ, vẫn âm mưu tạo phản chứ chưa chịu nằm chết một xó. Trần Vĩnh Hoa thường thường bí mật rời Đài Loan và nội địa ngấm ngầm bày đặt kế hoạch mưu đồ đại nghịch. Lần trước lão cùng đi với trịnh khắc sàng mà không hiểu tại sao lại sinh lòng ra hại họ trịnh. Xem chừng lão thực sự muốn tự lập mình làm chúa ở Đài Loan chứ không phải ti chức nói vu cho lão. Vì tiểu bào hỏi sao thi tướng quân lại biết rõ những vụ này. Chẳng lẽ tướng quân ngấm ngầm phái người lui tới Đài Loan để dò la tin tức. Thi lang đáp lúc nào ti chức cũng nghĩ đến chuyện tấn công Đài Loan. Năm trước ở Hạ Môn, Kim Môn, ty chức đã phái rất nhiều người trà trộn đến đài loan làm gián điệp thi lang thở phào nói tiếp lần này trịnh khắc sảng vào nội địa đem theo bọn vệ sĩ dưới trướng ti chức cũng cho người trà trộn vào trong bọn thủ hạ của hắn vì thế bọn chúng đến bắc kinh là ti chức nhận được tin ngay ti chức nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm một thở, có thể quang một mẻ lưới quét hết trần vĩnh hoa và thủ hạ một bọn phản tặc cực kỳ lợi hại bỗng hắn thở dài nói tiếp hỡi ơi Thật là đáng tiếc, ti chức làm thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến, nhưng đến Bắc Kinh chẳng có một chút chức quyền gì để điều động binh mã. Ngày hôm ti chức nhận được tin, lập tức đến binh bộ báo cáo. Đáng trách là ba năm nay ti chức thường đến binh bộ luôn chỉ để xin về nhiệm sở ở Phúc Kiến. Ai thấy ti chức vào cũng chán ngấy, lần này dĩ nhiên ti chức không được ra mắt quan thượng thơ cùng quan thị lang. Thậm chí những lang trung, viên ngoại lang ở ti võ tuyền, ti xa giá hễ nghe ti chức báo danh là lập tức bị khước từ. Họ bảo không được dành để cho vào tiếp kiến, sách ngạch đồ và vi tiểu bảo đều rũ ra mà cười. Vì tiểu bảo tuy miệng cười mà trong lòng hồi hộp nghĩ thầm, hú vía, thật là hú vía, hôm ấy hắn đến báo cáo mà binh bộ phái đại đội nhân mã đi chóc nã phản tặc thì cái đầu của lão gia này đã bay về nhà bà ngoại rồi. Thì làng thấy hai người cười rổ, hắn rất lấy làm hổ thẹn, nhìn ra chỗ khác, tuyệt không để ý gì đến vẻ mặt của vi tiểu bảo nên không hiểu gã có ý sợ sệt từ ngày thi lang được vua khang hy tuyên triệu đến bắc kinh hắn chỉ được ra mắt hoàng đế một lần rồi từ đó ăn đợi nằm chờ chẳng có việc gì hắn vẫn là thủy sư đề đốc ở phúc kiến hàm vẫn nguyên tĩnh hải tướng quân nhưng ở bắc kinh chỉ lĩnh lương ăn chứ chẳng có quyền chức gì so với một tên tiểu công sai ở thiên phủ nha môn cũng còn kém uy thế hắn là một hán tử hùng tâm tráng trí lâm vào tình trạng bị khốn trong thành sầu, ruột nóng như kiến bỏ trên nồi giang. Vì thế trong ba năm trời, cứ vài ngày là hắn lại đến binh bộ để hỏi tin tức. Hắn phải vung tiền hoặc mua quà tặng cho những người trong bộ thành ra 10 năm làm quan gom góp được bao nhiêu đều bỏ vào túi không đáy của bọn quan trường ở Bắc Kinh. Hoàng đế không tuyên triệu, hắn chẳng có cơ hội giải bày, mà ngồi chờ thượng dụ thì không biết đến năm nào tháng nào mới được về sau binh bộ nha môn nghe đến cái tên thi lang là phải nhức đầu. Trong tay hắn hết tiền, không lấy gì đút lót nên chẳng ai muốn tiếp kiến. Vì tiểu bảo định thần hỏi, bọn người ở binh bộ nha môn thế là đã làm lỡ quốc gia đại sự. Tội này không nhỏ đâu, thi lang vội gạt đi, không không, xin vì đại nhân đừng phiền trách đến binh bộ. Đó là họ không hiểu có việc khẩn cấp báo cáo mà chỉ tưởng ti chức đến quấy giày xin về nhiệm sở. Nói cho cùng thì cũng không phải là quyền của họ thỏa mãn ti chức được. Vậy họ chán ngấy ti chức là điều không nên trách cứ. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếc khi ấy ti chức rất nóng lòng tự nghĩ, mình đã biết bọn Trần Vĩnh Hoa, trịnh khắc sàng đến Bắc Kinh, chẳng lẽ để chúng bình yên vô sự trở về. Ti chức liền một mình hành động, lần mò đến trụ sở của bọn thiên địa hội để dò la tin tức. Ti chức do viện sau tiến vào vừa đến bên cổng hậu đã nghe tiếng khí giới chạm nhau chát chúa có người đánh nhau rồi vì tiểu bào hỏi ủa té ra bọn thiên địa hội đã xảy cuộc xích mích nội bộ ai đánh nhau với ai trong lòng hồi hộp vô cùng gã không hiểu thi lang có nhìn thấy mặt sách ngạch đồ không hắn mà nhận diện được sách ngạch đồ thì rồi cũng nhận ra được gã thi lang đáp ty chức chỉ có một mình cô độc mạo hiểm vào hang cọp dĩ nhiên không dám lỗ mãng phải lén lút ẩn vào sau đống củi ngồi lắng tai nghe một lúc thì ra một bên là trịnh khắc sảng và phùng tích phạm hai người đánh nhau với trần vĩnh hoa vì tiểu bảo nói tướng quân càng nói tại hạ càng lấy làm kỳ không chừng lúc đó thì tướng quân đầu óc hoang mang lòng dạ hồi hộp mà nghe lộn chăng thì làng lắc đầu đáp ti chức không nghe lộn đâu ba người đánh nhau một lúc thì trần vĩnh hoa kém thế Tì chức đã mừng thầm trong bụng vì chuyến này mà hai người kia giết được Trần Vĩnh Hoa là đại sự ổn định. Nhưng không hiểu sao Trần Vĩnh Hoa dùng ngụy kế gì, đột nhiên chuyển bại thành thắng. Lão chém thương một cánh tay phùng tích phạm, bọn người thiên địa hội lại đến giúp sức bắt sống trịnh khắc sảng giam vào trong một cỗ quan tài bỏ không. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, nhảm quá, nhảm quá, tại hạ quyết không tin chuyện này, thì tướng quân thật khéo nói giỡn. Sách ngạch đồ cũng lắc đầu nói, sách mỗ cũng chưa từng nghe thấy chuyện kỳ dị như vậy bao giờ. Thì làng nói bằng một giọng kiên quyết, ti chức mà tai không nghe thấy. Vì tiểu bảo ngắt lời, tướng quân chỉ tay nghe thôi ư, chẳng lẽ lại mắt không trông thấy. Thì làng dương mắt lên chăm chú nhìn vào mặt vi tiểu bảo một lúc rồi đáp khi đó ti chức ẩn ở phía sau đống cỏ nên chỉ nghe chứ không nhìn thấy. Vi tiểu bảo thở phào một cái hỏi, rồi sao sao nữa? Thi lang đáp, sau một lúc bọn Trần Vĩnh Hoa bỏ đi, ti chức vội chạy đến mở quan tài để cứu trịnh khắc sàng ra. Vì tiểu bảo nói, tại hạ còn có điều chưa hiểu. Thì lang hỏi, xin hỏi vì đại nhân có điều chi không hiểu. Vì tiểu bảo nói, thì tướng quân ở trong phòng chứa củi thì lấy đâu ra được bút mực và giấy để giết một lô. Thi lang giật mình kinh hãi hỏi, có lô, gì đâu. Vì tiểu bảo đáp, sau khi thi tướng quân cứu trịnh khắc sảng ra rồi chẳng đã để lại trong quan tài một một phong thư dài gửi cho Trần Vĩnh Hoa. Dường như trong thư viết nhiều chữ lắm để thương lượng một việc lớn với thiên địa hội. Thì làng sắc mặt tái mét ấp úng hỏi, cái, cái đó sao, sao vi đại nhân cũng biết. Vi tiểu bảo tùm tìm cười đáp, cái đó là tại hạ đoán mò thôi, không phải chuyện thật đâu. Nếu thi tướng quân không viết bức thư nào để lại thì cứ coi như là tại hạ nói nhăng nói cản, bất tất phải hoang mang. Nguyên vi tiểu bảo tuy nghe thi lang nói là hôm ấy chưa nhìn thấy gã, nhưng gã vẫn hoài nghi không thể xác định, gã liền nghĩ cách kiềm chế hắn trước, để hắn sinh lòng úy kỳ. Gã đã biết thi lang chỉ để lại trong quan tài mảnh giấy viết mấy chữ, mà nói chẹo đi là lưu lại một phong thư dài. Trịnh Khắc Sàng và Trần Vĩnh Hoa đều là những nhân vật đứng đầu trong bọn phản nghịch. Thế mà thi lang giải cứu trịnh Khắc Sàng là mang một phần trách nhiệm cực kỳ trọng đại, có thể nói là hắn câu kết với Trần Vĩnh Hoa thì viết một phong thư dài sẽ đưa đến sự việc không phải tầm thường. Trong lúc nhất thời, Thi Lang tâm thần hoảng hốt, tuy hắn là người trí dũng song toàn mà cũng không khoi chân tay luống cuống. Hắn vội giải thích, hôm ấy ti chức đã viết một cánh thiếp từ trước, lúc ở nhà trọ. Vì tiểu bảo ngắt lời, quả nhiên là một phong thư mà thi tướng quân đã viết cẩn thận từ trước. Thi lang vội cãi, không, không phải thơ, chỉ có một tấm thiếp vì tiểu bảo nói, trên tâm thiếp cũng có thể viết được nhiều chữ. Thi lang đáp, ti chức chỉ biết có sáu chữ, thi lang bái thượng cố nhân. Ti chức giải cứu trịnh khắc sảng rồi toan rút lui thì một tên phỉ đồ trong thiên địa hội đi tuần qua đó. Ti chức liều phóng trường đánh chết rồi bỏ xác vào quan tài cùng một lúc với cánh thiếp. Vì tiểu bảo nói, ủa, té ra là thế, gã quay lại hỏi sách ngạch đồ, sách đại ca, cố nhân là thế nào? phải chăng chữ, cố, trò vào người đã chết rồi. Sách ngạch đồ đáp, cố nhân là người bạn kết giao từ trước. Vì tiểu bảo nói, vậy ra thi tướng quân và Trần Vĩnh Hoa là chỗ bạn thân đã lâu. Thảo nào, thảo nào người ta nói vắng mặt nhiều chuyện lắm. Thi lang chán toát mồ hôi, năn nỉ, xin hai vị đại nhân minh xét. Những lời rèm pha của người ngoài tường hai vị đại nhân không nên để vào tai. Vì tiểu bảo gật đầu đáp, phải rồi những lời đồn đại căn cứ vào đâu mà mỗi lúc dám đưa đến tai hoàng thượng. Thì tướng quân, tướng quân bảo muốn đánh Đài Loan phải dùng hai cách, một mặt thiết kế ra hại Trần Vĩnh Hoa và Lưu Quốc Hiên. Còn cách nữa thế nào? Thì lang đác, cách nữa là dùng thủy binh tấn công, nhưng đánh một nơi khó thành công được, nên giáp công ba đường. Mặt bắc đánh văn cảng, giữa đánh vào Đài Loan cảng, mé nam đánh vào cầu cảng. Chỉ cần một nơi thành công để lấy chỗ đổ bộ là người Đài Loan phải rối loạn, thế công sẽ dễ như trẻ tre. Vì tiểu bảo nói, việc thống lãnh thủy quân đánh nhau trên mặt biển chắc tướng quân thành thạo lắm rồi. Thì lang đáp, ti chức suốt đời chuyên về thủy quân, quen nghề hải chiến. Vì tiểu bảo chợt động tâm nghĩ thầm, thằng cha này mà giết cả nhà họ trịnh thì dĩ nhiên thằng lòi trịnh khắc sảng cũng rơi đầu, thật là tuyệt diệu. Nhưng trịnh thành công là một bậc đại anh hùng, đại hào hán mà bị chết cả nhà thì ta cũng chẳng yên tâm được huống chi hắn đánh đài loan là nguy hại cho sư phụ ta vậy ta phải tìm cách cản trở mới được thì làng đã chuyên nghề thủy chiến thì kế hoạch này nhất cử lưỡng đắc gã quay lại hỏi sách ngạch đồ đại ca đại ca tính vụ này nên làm thế nào sách ngạch đồ đáp đức hoàng thượng là bậc thánh minh chủ mưu tính kế không chỗ nào thiếu sót bọn nô tài chúng ta chỉ việc nghe thượng dụ của thánh chúa mà hành động là xong vì tiểu bảo lẩm bẩm lão này khôn dóc tổ không muốn hướng lấy mối liên can gã nhìn thi lang hỏi bọn phản tặc trong thiên địa hội đến bắc kinh ngụ ở chỗ nào thi lang đáp sau khi xảy ra vụ đó bọn chúng kéo đi ngay đêm hiện giờ không biết ở đâu ti chức không được tin tức gì nữa vì tiểu bảo dặn lần sau trịnh khắc sảng và trần vĩnh hoa đến bắc kinh thì thi tướng quân bất tất phải đến gõ cửa binh bổ cứ báo tin thẳng cho tại hạ đại hà sẽ thân hành đi mời trần vĩnh hoa đến đây chơi mấy bữa thi lang đáp giả dạ, giả dạ, vì đại nhân điều động kiêu kỵ doanh và ngự tiền thị vệ thì dĩ nhiên bắt được chúng ngay vì tiểu bảo cầm chung trà nâng lên rồi hô gia nhân tiễn chân khách thi lang đứng dậy đáp lễ cáo từ ra đi lát sau sách ngạch đồ cũng rút lui vì tiểu bảo nghĩ thầm việc này không nên chậm trễ gã liền vào cung ra mắt hoàng đế tâu về việc thi lang muốn tấn công đài loan Vua Khang Hy nói: Trước hết hãy tảo trừ Tam Phiên, rồi hãy bình định Đài Loan. Việc tấn công phải theo thứ tự như vậy. Thi làng quả là một nhân tài, nhưng chấm e cho hắn trở về Phúc Kiến. Hắn nóng lòng lập công, dừa hận, hành động hấp tấp. Có khi để Đài Loan biết trước mà đề phòng, nên còn lưu hắn ở lại Bắc Kinh. Vì Tiểu Bảo trong lòng lúc trước rất lấy làm kỳ, gã không hiểu tại sao Tiểu Hoàng Đế muốn lưu Thi Lang ở lại Bắc Kinh bây giờ gã nghe nhà vua thuyết một hồi liền tỉnh ngộ tâu, phải lắm, phải lắm, thì làng trở về phúc kiến, nhất định hắn đóng thêm chiến thuyền, thao diễn trận pháp rầm rộ, sẽ đưa đến chỗ rút dây động rừng, khiến địch nhân biết mà đề phòng. Việc tấn công Đài Loan cần giữ tuyệt đối bí mật, thần không hay quỷ không biết. Bề ngoài vẫn yên lặng như tờ rồi bất thình lình tiến đánh. Có thế thì mấy thằng lòi họ trịnh mới chân tay cuống quýt không biết đường nào chống đỡ. Vua Khang Hy mỉm cười nói, chính là thế đó, hơn nữa, khiển tướng không bằng khích tướng, chấm lưu thi lang lại Bắc Kinh để khí lực toàn thân hắn không có chỗ phát huy. Hắn cho là chấm không chịu trọng dụng thì đến lúc điều động dĩ nhiên hắn cố gắng liều mạc để phô trương đàm lược, chứ không dám lơ là chảnh màng. Vì tiểu bảo tán dương, diệu kế của Hoàng thượng, ra cắt lượng cũng không hơn được. Nô tài đã coi tấn tuồng, định quân sơn. Gia Cát Lượng dùng cách khích tướng mà Lão Hoàng Trung hăng hái liều mạng vung một đao chém chết vai kép chính xuân hạ thu đông gì đó. Vua Khang Hy nói, đó là hạ hậu uyên chứ không phải xuân hạ thu đông. Vì tiểu bảo nói, dạ dạ, trí nhớ của Hoàng thượng hay thiệt. Hoàng thượng coi hát rồi nhớ được cả danh tự của vai trò. Nhà vua cười đáp, danh tự của vai trò trong sách đã có chép. Đoạn nhà vua hất hàm hỏi, thì làng đã đưa biếu ngươi món gì? vì tiểu bảo kinh ngạc không bút nào tả xiết. Gã đáp chẳng chuyện gì là hoàng thượng không hay, thì làng tặng cho nô tài một cái bát ngọc nhưng nô tài không thích lắm. Vua Khang nghi hỏi lại bát ngọc có chỗ nào không hay, vì tiểu bảo tông bát ngọc tuy chân quý nhưng chỉ rớt một cái là vỡ tan. Nô tài phục vụ cho hoàng thượng, hai tay bưng bát vàng ngàn năm đập không bể, để muôn năm không han gì. Cái đó mới thật là quý, so với bát ngọc còn hay hơn nhiều. Vua Khang Hy nổi lên chàng cười ha hả Vì tiểu bảo tông, tâu. tâu hoàng thượng, nô tài đột nhiên nảy ra một chủ ý. Xin trình bày để hoàng thượng nghe xem có dùng được chăng? Nhà vua hỏi, chủ ý gì? Vì tiểu bảo giáp thì lang nói là chuyên môn thống lãnh thủy binh, rất thạo hải chiến. Vua Khang Hy vỗ tay xuống mặt bàn reo lên, hảo chủ ý, hảo chủ ý, người thật là thông minh, người đem hắn đi liêu đông, phái hắn đến đánh đảo thần long. Vì tiểu bảo trong lòng kinh hãi trợn mắt lên nhìn nhà vua hồi lâu rồi nói, hoàng thượng nhất định là bậc thần tiên dáng hạ phàm trần. Chủ ý của nô tài còn để trong lòng chưa nói ra ngoài miệng mà hoàng thượng đã biết rồi. Vua Khang Hy mỉm cười phán, người khéo nịnh lắm, tiểu quế tử, kê ấy tuyệt diệu, chấm đang lo người đi đánh thần long đảo chưa chắc đã thành công. Thì lang là một nhân tài chuyên về hải chiến, vậy bảo hắn đến thần long đảo trước thao diễn nhưng vụ này không thể để tiết lộ ra ngoài. Vì tiểu bảo vội đáp, giả giả, nô tài cần tuân thượng rủ. Vua Khang Hy lập tức phái người đi triệu thi lang đến, bảo hắn, chậm phái vì tiểu bảo lên núi trường bạch tế trời. Y hết sức tiến cử ngươi, tâu với chậm là ngươi mẫn cán, hành động rất đắc lực, muốn đem ngươi đi theo. Chậm tạm thời chuẩn tấu nhưng chưa tin hẳn, vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng, ra cát lượng lại dùng kế khích lão hoàng trung thi lang dập đầu binh binh tông nô tài được theo vi đô thống đi làm vương sự nhất định tận trung liều mạng không dám tiếc thân mình để báo đáp thiên ân của thánh thượng nhà vua phán trẫm hãy thử tài ngươi một lần xem sao nếu quả nhiên ngươi được việc thì sau này sẽ giao sứ mạng lớn hơn cho thi lang mừng rỡ dập đầu tông thiên ơn của thánh thượng bát ngát như trời biển nhà vua lại dặn việc này rất thân mật ngoài vi tiểu bảo trong chiều chẳng một ai hay người nhất thiết phải tuân lệnh vi đô thống mà hành sự trẫm dặn người bấy nhiêu là đủ người hãy lui ra thi lang dập đầu tạ ơn toan rốt lui thì nhà vua mỉm cười nói vi đô thống đối đãi với người thật hết lòng người đúc một cái bát vàng lớn mà tặng cho y thi lang dạ một tiếng trong lòng hắn kinh hãi không hiểu nhà vua nói câu này có dụng ý gì nhưng liếc mắt nhìn trộm thấy long nhan hớn hở thì chắc không phải chuyện giờ vì tiểu bảo về đến tước phủ đã thấy thi lang đứng chờ ở cửa, hắn ngỏ lời thiên ơn vạn tạ về vụ được tiến cư. Vì tiểu bảo cười nói, thi tướng quân, chuyến này ta phải khuất tất tướng quân một chút, xin tướng quân làm chức thăm lãnh nhỏ bé ở trong doanh trại để người ngoài khỏi hay biết. Thi lang cả mừng đã, ti chức nhất thiết nghe theo lời đô thống đại nhân, hắn biết vì tiểu bảo càng cho hắn làm chức nhỏ là càng coi thân cận như người nhà thì bước tiến trình của hắn càng có cơ tiến triển rất mạnh giả tỷ bảo hắn là một tên thân binh hắn càng khoan khoái vì tiểu bảo lẩm bẩm lão gia đã định trốn đi chẳng làm quan nữa bây giờ lại tìm được một tên tiểu quỷ chết thay mình vậy để hắn ra thần long đảo mà liều mạng chết cả đôi với hồng giáo chủ cho bọn bay thọ giữ trùng tề